Chúng đi buôn buôn tướng buôn quyền, chúng đi buôn cho nước đảo đi. Chúng đi buôn buôn núi buôn non, buôn tuổi thân buôn cả giang sơn. Chúng đi buôn buôn sắc buôn sầu, chúng đi buôn nước mắt lòng đau. Chúng đi buôn thân xác xanh xao, buôn đời mình buôn cả thâm sâu. Chúng đi buôn buôn bên buôn bờ, chúng đi buôn ánh mắt trẻ thơ. Chúng đi buôn tiếng khóc đơn sơ, cho đời càng gian khổ càng khó. Rời một mái em lên non cao, trông về xa núi giang ngập sầu. Nhưng thành phố trên chào trung Tina, alo. Nơi kiếp người chân cụ miền đau. Và lòng em sẽ trong xôn xao, tim thật chân vỡ lên nghẹn ngào. Kẻ hôn trong kiếp khổ lao. Chào tất cả anh chị em, cô chú bác. Em chào chị Lê Phương Xuân. Chúng ăn vuông, ăn méo, ăn tròn. Chúng ăn to, ăn bé, còn con. Chúng ăn trên, ăn dưới, ăn ngang. Cho mặc người ai thờ, ai than. Chúng đi buôn giấy phép văn bằng. Chúng đi buôn cầm lý với lòng nhân. Chúng đi buôn buôn nghĩa, buôn danh. Buôn sự thật, buôn cả lương tâm. Quái gì vậy? Tina alo, bên này cũng khủng khiếp lắm. Chào anh Quốc Việt Nguyễn. Chào tất cả anh chị em, cô chú bác. Chúng ăn chơi xương máu đồng loại. Chúng chơi vui trên kiếp nghèo đói. Chào anh Thanh Bình Huỳnh. Chơi sáng, chơi sâu. Chào anh Mai Cổ Đoàn. Chơi như đời không còn ngày mai. Chúng đi buôn chia chắc sang giàu. Chúng đi buôn lừa dối gạt nhau. Chúng đi buôn cho mắt thêm sâu. Nỗi khổ này sẽ còn bao lâu. Chúng đi buôn buôn tướng buôn. Chào chị Hạnh Lâm. Chào tất cả chị em, cô chú bác. Chào Võ Tuyền. Chào anh Đen Cu. Nó làm của mình mất coi như là khá nhiều thời gian.
Dạ thưa Bình Huỳnh, nãy cái hồi nãy coi như là bị rớt rồi. Chào Trần Hoàng, chào anh Nguyễn Dũng, chào Phương Minh. Chào Võ Tái Dũng, khỏe không? Chào chị Tiếp Huỳnh, chào Nhi Anh. Chào Ngân Mai Finisi. Chào anh Kim Mùi. Chào anh Kevin Nguyễn. Người Việt mà không yêu nước Việt thì coi như là chúng ta sẽ bị mất nước. Bởi vì cái thằng cộng sản hèn với giặc ác với dân này nó sẽ bán nước chúng ta mà thôi. Chào chị Mi Mathisen. Người yêu nước trong chốn lao tù, mẹ thương con thiếu ấy mình, mẹ Việt Nam đâu, bạn cùng tôi nhìn về quê hương. Wow. Học sinh tiếp tục có thông báo dưới ngày nhập học 16 tháng 2. Bữa nay anh chị em mới biết mới có mùng 7 7 tháng 2 à. Như vậy thì anh chị em thấy cái tình hình nó nguy cấp đến cỡ nào rồi đó. Giặc phương Bắc quê hương mình rồi sẽ ra sao? Đừng làm ngơ, cùng bước tới chúng ta là dòng giống lát hồng. Chào Cát Ly Thái. Hãy biết đau nỗi đau người dân, nắng quan hoàn chưa xa, một ngàn năm giặc phương Bắc quê hương mình rồi sẽ ra sao. Chịu con tim cùng bước tới, chúng ta là dòng giống lát hồng.
cho anh Khải Vũ Vương. Rồng giống lát hồng như vậy thì em xin được kết thúc nó tại đây. Chào Nguyễn Ben. Xin kính chào tất cả anh chị em, cô chú bác thân thương. Hôm nay rất là vui được gặp lại tất cả anh chị em, cô chú bác thân thương. Cảm ơn tất cả anh chị em, cô chú bác thân thương rất là nhiều. Và hôm nay tiếp tục cập nhật cái tình hình của con virus và virus tập cận bã, tức là con virus corona tại Việt Nam cũng như là ở trên thế giới này như thế nào. Thì xin thưa với tất cả anh chị em, cô chú bác rằng như chúng ta cũng biết rằng á, tình hình hiện nay nó rất là nguy cấp, đặc biệt rằng Việt Nam của chúng ta đang bị rất là nhiều, nhưng mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại tiếp tục họ ém nhẹm. Và chúng ta đi tìm hiểu xem cái tình hình ở Việt Nam ngày hôm nay nó như thế nào, và cái con virus tập cận bã này nó hoành hành như thế nào ở Việt Nam. Và hôm nay thì cũng có tin là Long An cũng có giới hạn, coi như là về cái sự đi lại của coi như là người dân, đặc biệt là ở khu công nghiệp Đức Hòa, Đức Huệ. Anh chị em cũng biết rằng là nơi cái khu công nghiệp Đức Hòa, Đức Huệ là rất là nhiều cái công ty của Trung Quốc đó. Cho nên hiện nay thì cái tình hình dịch bệnh ở Đức Hòa, Đức Huệ thì nó cũng diễn biến rất là phức tạp. Như vậy thì chúng ta thử đi tìm xem cái tình hình ở Việt Nam nó như thế nào, và cái sự bệnh dịch hiện nay nó lan tràn như thế nào ở Việt Nam. Như vậy thì chúng ta lướt qua một cái bài báo. Ở đây nó có một cái bài báo: gần 600 người đang cách ly tại dinh trại quân đội. Ở đây là bài báo của coi như là nhà nước, họ đưa ra cái con số. Và anh chị em có biết rằng á, khi cái con số, cái số liệu của nhà nước Việt Nam họ đưa ra là 1%, thì tức là nó phải coi như là đến 7-8%, 90% là đúng không? Chứ không phải như những gì mà họ đã nói. Như vậy thì bây giờ cứ theo cái báo của coi như là đảng đi, giống như là báo của VN Express, thì nó nói như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu. Và chúng ta chào chị Đinh Hạnh. Đây là bài báo của coi như là Đảng Cộng sản Việt Nam, đó gọi là bài cái tờ báo của VN Express đó. Ok, bây giờ em sẽ đưa cái màn hình lên tí xíu, bởi vì như vậy em sẽ dễ đọc. Chào Hồng Lam, chào tất cả anh chị em của chú bác vô sau. Gần 600 người đang cách ly tại dinh trại quân đội. Đến ngày 6 tháng 2, các đơn vị quân đội đã tổ chức tiếp nhận cách ly và giám sát sức khỏe của 578 người tập trung ở quân khu 1, quân khu 2 và biên phòng. Chúng ta thấy chưa? Đó. Đây là anh chị em cũng nên nhớ rằng những cái tờ báo của Việt Nam họ đưa ra một cái con số như vậy thì nó cao hơn rất là nhiều lần. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng phòng chống dịch virus corona, tức là virus tập cận bã đó anh chị em, sáng ngày 6 tháng 2, Cục trưởng Quân y Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên cho hay quân khu 1 đang cách ly 302 người, quân khu 2 là 136 người, quân khu 3 là 6 người, biên phòng 134 người. Riêng Viettel có 3 người bị đi công tác về không sốt, đang được cách ly, không sốt đang được cách ly. Cái này là một cái sự vô lý nè. Theo dõi riêng tại gia đình, nhưng những người này ăn theo tiêu chuẩn của bộ đội, chăm sóc sức khỏe theo quy định của phòng chống dịch. Chúng ta thấy chưa? Chào tất cả anh chị em, cô chú bác vô sau nha. Đây là hình ảnh của coi như là Thiếu tướng Cục trưởng Cục Quân y Nguyễn Xuân Kiên, ảnh do Hoàng Thùy. Đến hết ngày 31 tháng 1, biên phòng phối hợp làm thủ tục nhập cảnh gần 152 lượt người, phát hiện 26 người có thân nhiệt cao từ chối nhập cảnh, 10 người nước ngoài. Số còn lại đưa về cách ly theo dõi tại các
bệnh viện của khu vực ở địa phương. Riêng ngày 4 tháng 2, số người nhập cảnh là 274, đã đưa vào cách ly tại các trung tâm y tế huyện. Bộ đội biên phòng đã tăng cường gần 1.400 cán bộ chiến sĩ lên các cửa khẩu tham gia phòng dịch. Phòng cái con khỉ khô họ chứ phòng à, ở đây mà phòng à, cách tốt nhất là chỉ có cái là coi như là đóng cửa biên giới, không có cái em chào chị Hiền Trần, không có cửa nào mà phòng dịch hết trơn á. Trung Quốc nó còn không có thuốc trị kìa đó mà phòng, phòng cái gì mà phòng, đúng không? Để phòng dịch, cách ly người dân tại Hà Giang 5 người, Điện Biên 7 người, Lào Cai 8 người, Quảng Ninh 8 người. Đó, chúng ta thấy không? Bắt đầu nó lộ, hé lộ cái như là sự dối trá của nhà cầm quyền ra tiếp tục, anh chị em à. Cục quân y đang cấp phát các hóa chất, phương tiện phòng hộ như khẩu trang, quần áo bảo hộ, nhiệt kế điện tử để phục vụ công tác phòng chống dịch. Trước mắt, cho nhiệm vụ đón tiếp, cách ly, theo dõi công dân Việt Nam ở Trung Quốc và nước có dịch trở về, phun khử trùng phòng chống dịch ở các đơn vị Bộ Quốc phòng, theo dõi các đợt tổ chức tập huấn công tác phòng dịch. Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Quốc phòng đánh giá trước mắt quân đội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, lúc nào thì nó cũng tốt thôi, chứ có lúc nào mà nó xấu đâu. Đúng rồi Hồng Lam, hết dấu nổi rồi, bây giờ là phải bung thôi. Tôi nói mà để giúp ổn định tình hình, để người dân không còn hoang mang như trước, được chính phủ khen ngợi cách ly là biện pháp tốt, buộc phải làm để sàng lọc, tránh lây lan cộng đồng. Những người bị cách ly đang chấp hành nghiêm túc, được bảo đảm ăn ở đàng hoàng, ông nói. Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, Cục trưởng Phó Tuyên huấn Tổng cục Chính trị cho biết, ngoài theo dõi sức khỏe, đảm bảo ăn ở, nơi sống, tinh thần của người cách ly cũng được quan tâm. Ví dụ ở Lạng Sơn, tỉnh đã hỗ trợ tiểu đoàn 123 và trường quân sự 20 TV để người dân theo dõi tin tức. Ghê không anh chị em? Xíu chị em. Chào anh Mạnh Lưu nhỏ. Đến nay Việt Nam có 10 ca bệnh, trong đó 8 ca xâm nhập và 2 ca lây lan thứ phát. 3 người được điều trị khỏi, 57 người tôi đọc đến cái chỗ này tôi mắc cười quá anh chị em ạ. 57 người đang được cách ly theo dõi chặt chẽ trong quân đội, chưa có ca mắc bệnh, nhưng 19 trường hợp đang được theo dõi. Ok, bây giờ dừng lại ở đây. Xin chào tất cả anh chị em, cô chú bác vô sau nha. Bây giờ chúng ta dừng lại ở đây, dừng lại cái chỗ này, bởi vì nó có một cái rất là khôi hài ở đây. Anh chị em có biết rằng á, theo số liệu của coi như là bên Mỹ á, họ đưa ra, thì anh chị em có biết rằng á, hiện nay Mỹ nó cách coi như là Trung Quốc đến nửa vòng trái đất đó. Và bây giờ để em xem thực chất là nó cách xa bao nhiêu. Ok anh chị em chờ em một tí xíu nha. Chờ em một tí xíu rồi bắt đầu em sẽ cập nhật cái tình hình, em lấy lại những cái bản tin, xong xuôi rồi em sẽ đưa lên cho anh chị em xem để em tìm. Sorry anh chị em, em sẽ tìm. Đâu rồi, nó đâu rồi anh chị em chờ em, bởi vì em phải tìm bằng cái này. Đây lấy những cái số liệu cho anh chị em xem nó. Đúng rồi Hồng Lam, Việt Nam bị nhiễm rất là nhiều, nhưng mà nó ém thì mình phải moi ra đó, để chi, để cho dân mình nó biết mà. Để cho dân mình biết, không dân mình biết để làm gì, để dân mình phòng chống, chứ không phải là mình ở đây là mình nhiệt tình ngu dốt phá hoại. Và bây giờ để chúng ta tìm hiểu xem cái tình hình nó như thế nào. Bài viết của Lưu Ba Ôn, từ từ đây, bây giờ chào chị Kim Yến, bây giờ chúng ta
quay lại cái tình hình của cái như là virus corona, cũng như là cái tình hình của cái như là virus tập cận bã tại Việt Nam. À, Việt Nam nói là Việt Nam chỉ có 10 ca thôi, đúng không anh chị em? Nhưng mà Việt Nam và Trung Quốc là một cái biên giới mở cửa liền. Mà chúng ta nhìn ở đây nè, ở đây anh chị em thấy những dòng chữ không? Con chào bác Nghe Lữ. Mỹ nằm xa Trung Quốc 10.580 cây số. Trong mấy ngày đầu Mỹ đã tích cực phòng dịch, vậy mà đến tận 11 người nhiễm bệnh. Trong khi đó Việt Nam nằm sát bên cạnh Trung Quốc. Việt Nam mở toang cửa đón khách Trung Quốc cho đến tận bây giờ mà chỉ có 10 người nhiễm bệnh. Theo bạn, bạn có tin ở Việt Nam chỉ có 10 người bị nhiễm bệnh hay không? À, anh chị em thấy để hai cái icon, một cái icon là cười, một cái icon là ngạc nhiên, wow, surprise. Bây giờ chúng ta quay lại, bây giờ chúng ta thấy cái sự dối trá, cái sự dối trá của coi như là nhà cầm quyền Việt Nam hay chưa. Và tiếp tục để chúng ta thấy như lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói như thế nào. Xin thưa với anh chị em, thêm không biết sao, như lời của Nguyễn Xuân Phúc nói rằng á, là đuổi cổ hết coi như những người Trung Quốc về nước đó, bởi vì sợ người Trung Quốc nó lây lan cái dịch virus corona cũng như là cái con virus tập cận bã này, đúng không anh chị em? Thì chúng ta xem chào Brand, anh chị em biết không, theo tình hình hiện nay á, thì mới ngày hôm qua đó thì sân bay Tân Sơn Nhất đã coi như là nhập cảng vô 67 người anh chị em ạ. Và chúng ta xem thực hư như thế nào. Chúng ta xem một cái đoạn video clip đó tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 6 tháng 2 năm 2020. Đây bây giờ chúng ta hãy xem cái video này nó nói cái gì. Bây giờ chúng ta hãy quay lại, đúng không? Chúng ta sẽ quay màn hình lại. Chúng ta nhìn và mạng hơi yếu, anh chị em có thể chờ một tí xíu nha. Bởi vì mạng hơi yếu và chúng ta khi mà mạng nó chạy được, chúng ta sẽ thấy được cái tình hình của sân bay Tân Sơn Nhất nó như thế nào. Và cái sự dối trá. Mạng đây, bắt đầu là chạy rồi anh chị em à. Đó, anh chị em thấy không? Tình hình sân bay Tân Sơn Nhất đó anh chị em à, ngày hôm qua đó là từ trong máy bay đưa ra luôn. Chào anh Phước Đạt. Đó, anh chị em thấy có rõ hay không? Đó, đó là xe, đó là xe ở trong sân bay đưa rước đó, anh chị em thấy không? Ở trong sân bay người ta đưa ra. Tình hình nó như thế nào anh chị em xem. Đó, đó có phải trong sân bay hay không? Chào Rod cà chớp. Đó, chúng ta thấy không? Đó, nhưng mà cái lời của coi như là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói thì sao? Hoàn toàn ngược lại, hoàn toàn ngược lại những gì mà coi như đang diễn biến tại tại Việt Nam anh chị em ạ. Chúng ta thấy quá rõ đi, đúng không? Cái tình hình này là tại sân bay Tân Sơn Nhất nè, chứ không ở đâu mà xa hết đó. Chúng ta thấy không? Ở đây không phải là hù dọa gì người dân chúng ta, nhưng mà sự thật nó là quá rành rành rồi, sự thật nó quá rành rành, cho nên chúng ta phải tự cứu lấy mình, đừng có tin vào cái nhà nước này nữa, bởi vì bây giờ chết quá nhiều rồi, thật sự ra chết rất là nhiều rồi anh chị em à. Rồi bây giờ xong quay lại. Chết rất là nhiều nhưng mà thật sự ra anh chị em có biết rằng ở Trung Quốc hiện nay á là nó đem nó rượt đuổi để coi như là nó bắt những người bị nhiễm bệnh không? Và ở Việt Nam cũng vậy, ở Đà Nẵng là có một người nhiễm bệnh đã coi như là bỏ trốn. Chào chị Wendy Nguyễn. Và anh chị em biết á, những cái gì mà Trung Quốc họ nói á, là chúng ta
đừng có tin, bởi vì Trung Quốc với Việt Nam nó không có khác gì nhau đó, tụi nó cùng một ruột đó mà. Cho nên là anh chị em những gì mà họ nói tức là họ đang xảo trá, họ đang dối chúng ta. Bây giờ em sẽ xem đây. Bây giờ chúng ta muốn biết cái tình hình như thế nào thì chúng ta bắt đầu tiếp tục đi đi theo dõi nha. Chúng ta tiếp tục đi cập nhật và theo dõi những cái tình hình của thế giới hiện nay nó như thế nào thì chúng ta hãy tiếp tục đi theo nha. Bây giờ chúng ta nhìn cái bây giờ đây chúng ta hãy xem một cái bài báo như thế này của coi như là báo của coi như là đảng Đỉ anh chị em. Đó, tình hình hiện nay nè, lo virus corona, Quảng Trị tạm đóng cửa 4 cửa khẩu biên giới Việt Lào. Xin thưa anh chị em, ở đây á, là theo cái bài báo này á, là của coi như là báo giao thông, nhưng thực chất nó không phải là Trung Quốc, không phải là Việt Nam đóng cửa đâu, mà anh chị em biết không, chính thằng Lào nó đang đóng cửa, chính thằng Lào nó đóng cửa chứ không phải Việt Nam. Đó, mà Việt Nam coi như là nói là Việt Nam đóng cửa, bài báo này đang nói láo. Bởi vì tình hình dịch bệnh ở Việt Nam hiện nay rất là nguy hiểm, cho nên Lào nó đóng cửa biên giới lại. Chứ anh chị em cũng biết rằng á, nếu mà đóng cửa biên giới thì đáng lẽ phải đóng cửa biên giới Việt Trung, chứ không phải đóng cửa biên giới Lào, và cho đến ngày hôm nay nó mới đóng cửa. Tức là ở bên Lào nó rất là sợ người Việt Nam mình mắc bệnh để đi qua lại, cho nên là nó đóng cửa anh chị em à. Chứ không phải như là như những gì báo, cái báo của đảng Đỉ nè, như chúng ta cũng biết rằng những cái tờ báo của đảng nó nói, nó đâu có nói thật đâu. Và nó luôn luôn coi như là nó gọi là tinh thần xảo trá của cách mạng, cho nên là nó luôn luôn coi như là đưa ra những cái coi như lấy của người ta là làm của mình, đúng không? Cho nên chúng ta đi đọc cái bài báo là nói như thế nào anh chị em nhé. Ngày 5/2/2020 lúc 18:30 các cửa khẩu phụ dọc tuyến biên giới Việt Lào tại Quảng Trị sẽ tạm thời đóng cửa để phòng chống dịch virus corona. Dịch viêm phổi cấp corona Trung Quốc ở Việt Nam mới nhất chúng ta thấy ở đây là như thế nào. Bệnh dịch bắt nguồn từ Trung Quốc nhưng Việt Nam đóng cửa khẩu Việt Lào. Ủa, chúng ta thấy ngớ ngẩn không? Dịch bệnh thì bắt nguồn từ Trung Quốc mà đóng cửa khẩu Việt Lào đó. Chẳng qua thằng Lào nó biết Việt Nam bệnh quá nhiều rồi, cho nên là nó đem nó coi như là nó đóng cửa lại thôi anh chị em chứ đừng có nói rằng Việt Nam đóng. Sự bố láo của Việt Nam nó quá dư thừa rồi, phải không? Đúng không? Đừng có xảo trá nữa. Bây giờ cái sự xảo trá bây giờ ai cũng biết rồi. Dừng lại đi, hãy dừng ngay cái sự xảo trá đó lại đi. Bởi người dân bây giờ không thể nào tin được, tin gì nữa. Sự xảo trá nó quá coi như là rõ ràng rồi, đúng không? Và bây giờ chúng ta tìm thêm những gì nữa. Và xin thưa anh chị em nè, ở Việt Nam bây giờ không phải không riêng gì cái vấn đề là dịch virus corona đúng rồi, sống hơi lưu manh mà không hiểu là thua rồi. Không riêng gì dịch virus corona đâu, mà chào Nguyễn Công Bằng, và hiện nay là nó có dịch H5N1 nè, dịch lở mồm long móng nè. Cho nên anh chị em nếu như ngay từ bây giờ mà chúng ta không có biết bảo vệ chúng ta không biết dự trữ lương thực, chúng ta không biết coi như là tự phòng tránh mình, tự coi như là phòng tránh cái bệnh dịch do mình, thì xin thưa với anh chị em, chính chúng ta sẽ là những người giết chúng ta. Anh chị em biết rằng hiện nay ở coi như là các tỉnh miền Trung là dịch lở mồm long móng và dịch H5N1 nó sẽ chuyển biến. Và anh chị em biết rằng trong cái mùa mà gọi là mùa xuân này nè, thì
dễ, cái mầm bệnh nó dễ lây lan, bởi vì cái thời tiết nó rất là dễ chịu, cho nên là tạo cái điều kiện cho cái con môi, cái môi trường cho cái con virus, tất cả các loại virus, chẳng hạn như là virus corona, virus H5N1 hay là virus lở mồm long móng. Thì á, con chào chú Nguyễn Huệ. Thì á, anh chị em có biết rằng hiện nay không riêng gì một cái con virus corona, mà cả coi như là những cái loại bệnh khác cũng dễ xâm nhập. Và anh chị em biết không, xâm nhập được những cái bệnh này bệnh kia thì cái con virus corona nó xâm nhập rất là dễ dàng. Cho nên chúng ta phải biết bảo vệ lấy mình. Mà biết bảo vệ lấy mình thì làm gì? Hãy ở nhà, hãy tích trữ lương thực. Hãy ở nhà. Những công nhân ở tất cả những khu công nghiệp nên dừng làm việc, trở về bảo vệ lấy chính mình, bảo vệ lấy bản thân của mình đầu tiên, rồi coi như là mới nghĩ đến cái việc mà kiếm tiền. Bởi vì anh chị em kiếm tiền không đủ để coi như là không đủ coi như để trị bệnh đâu. Anh chị em kiếm tiền không đủ để vô bệnh viện đâu. Anh chị em, mà tôi nói một cái điều coi như là thật sự không phải tôi trù, anh chị em kiếm tiền không đủ để mua cái hòm, anh chị em kiếm tiền không đủ mua cái hòm đâu. Bởi vì anh chị em biết đây là một cái dịch, đại dịch rất là khủng khiếp do Trung Quốc nó gây ra, mà anh chị em cứ lo kiếm tiền. Bởi tôi nói anh chị em nghe nè, nói có sách mách có chứng, đúng không? Bây giờ tôi sẽ cho anh chị em xem coi có phải là hiện thực hay là cái sự giả dối. Nếu như anh chị em cho là những cái gì tôi nói là không đúng á, thì bây giờ tôi sẽ coi như là chờ một tí xíu, tôi đang mở trang lên cho anh chị em xem đó. Và bây giờ anh chị em xem cái hình ảnh như thế này nè, cái hình ảnh như thế này thử coi như là anh chị em có chào anh Henry Nguyễn. Chúng ta thấy không, không riêng gì ấy, bây giờ cái dịch lở mồm long móng nè. Đây anh chị em thấy hàng chữ trên này không? Chào Helen Trần, chào anh Nguyễn Dũng nha. Bây giờ em tô xanh cái hàng chữ này cho anh chị em thấy cho nó rõ. Đây là dịch lở mồm long móng mang lại long móng lại xuất hiện hơn 700 con bò đã bị nhiễm bệnh. Đó, chúng ta thấy khủng khiếp không? Chào Đỗ Phi Trường, chào tất cả anh chị em, cô chú bác. Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu xem nó phát triển như thế nào nha anh chị em. Dịch lở mồm long móng, nó viết tắt nè, LMLM. Lở mồm long móng bùng phát vào cuối tháng 11 năm 2019, vừa có dấu hiệu lắng xuống thì những ngày gần đây lại xuất hiện tại Quảng Ngãi. Tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2020, ở địa phương này đã ghi nhận 716 con bò nhiễm bệnh, trong đó có 38 con đã bị chết. Đó, và chúng ta thấy cái hình ảnh khủng khiếp không? Nó tè le, nó đứt luôn cái lưỡi của con bò luôn. Chúng ta thấy không? Ghê không? Đó, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Đó. Đây. Cái lở mồm long móng này nó có thể coi như là nó làm cho chúng ta trẻ em cũng bị gọi là bệnh tay chân miệng nữa nha. Số bò bị chết nói trên thuộc hai xã Bình Tân và Bình Phú trên địa bàn huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi. Theo các cán bộ thú y thuộc Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bình Sơn, đến ngày 31 tháng 1 năm 2020 trên địa bàn huyện chỉ mới xuất hiện dịch lở mồm long móng ở hai xã trên. Tổng số con bò và B bị nhiễm bệnh là 716 con, trong đó xã Bình Phú có 80 con của 25 hộ chăn nuôi thuộc hai thôn Phú Nhiêu và An Thạnh. Con bị chết. Ở xã Bình Tân có 636 con bò của 231 hộ ở tất cả 4 thôn trong xã, 30 con đã bị chết. Đó, tức là đã vô lò luyện rồi. Cho anh Quách Đinh Luyến, thấy không? Điều đáng nói là số bò mắc bệnh nơi nói trên đều chưa được tiêm phòng vaccine lở mồm long móng năm 2019. Đến gần tháng 1 năm 2020 thì bắt đầu xuất hiện dịch bệnh. Người ta có bò có trâu thì người ta biết coi như là chích ngừa, chứ ở đó mà nó đổ thừa là không có. Tức là cái dịch này nó đã quay trở lại, anh chị em biết không? Nhưng mà nó lại đổ thừa là người dân không có tiêm phòng. Anh chị em có biết rằng người chăn nuôi mà họ nghe mà có dịch là họ vội vã họ đi tiêm phòng. Một mũi 1 triệu họ cũng tiêm nữa, anh chị em biết không? Nhưng mà ở đây nó nói láo nè. Hiện
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bình Sơn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã liên hệ với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi, đề nghị ứng 120 lít hóa chất sát trùng cấp cho hai xã có bò mắc bệnh để được thực hiện công tác tiêu độc khử trùng, đồng thời cung cấp thêm 1.000 liều vaccine lở mồm long móng tiêm phòng cho đàn trâu bò của những hộ chăn nuôi xung quanh. À, chúng ta thấy không? Đó, và chúng ta quay lại. Như vậy thì chúng ta thấy cái gì ở đây? Không riêng gì cái con vái rệt corona đâu, và tình hình ở Việt Nam rất là nguy cấp và rất là nhiều cái sự coi như là tấn công. Rất là nhiều cái sự tấn công vào Việt Nam chúng ta, mà đặc biệt rằng tình hình Việt Nam không kiểm soát được, anh chị em đó. Bởi vì nếu mà kiểm soát được á thì hôm nay đâu có coi như là phải rất là nhiều người phải coi như là chết. Mà anh chị em có biết không, nhà nước cộng sản Việt Nam họ luôn bưng bít, và bây giờ xem cái sự dối trá của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Bây giờ chúng ta xem cái sự dối trá của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nha. Ở đây Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là Thủ tướng của Việt Nam nói cái gì? Ở đây nè, xã hội Việt Nam .net đúng không? Đó, bây giờ chúng ta nhìn nè, chúng ta nhìn cái sự dối trá của coi như là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng chỉ thị khẩn gấp rút đuổi người Trung Quốc ở Việt Nam về nước. Đó, dùng cái từ đuổi nghe anh chị em. Nói với dân thì nói mạnh miệng vậy đó, anh chị em biết không? Nói với dân thì coi như là đuổi cổ, nắm đầu, gật tóc, nói cho vui vậy thôi. Chứ tôi nói thiệt với anh chị em á, anh chị em thấy không? Đó, đem coi như là cả triệu đô á, đem qua coi như là dân cho thằng Trung Quốc. Cuối cùng nó có nhắc tên mình đâu, nhưng mà cũng đâu dám ai lên tiếng. Đó là cái sự dối trá của cái nhà cầm quyền này. Mà thật sự đó anh chị em nếu như chúng ta không cẩn thận, chúng ta cứ vẫn còn tiếp tục nghe, tiếp tục coi như là nghe sự lừa dối của đảng thì không biết chúng ta chết lúc nào. Mà cái sự chết được báo trước mà chúng ta không có chuẩn bị thì đừng có trách, đừng có trách tại sao. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi theo dõi, bây giờ chúng ta hãy nhìn cái tình hình ở Trung Quốc như thế nào nha anh chị em. Bởi vì chúng ta phải biết cái tình hình ở bên ngoài như thế nào thì Việt Nam mình nó cũng như vậy đó. Bây giờ em sẽ đưa anh chị em trở lại một cái đây hiện trạng. Mọi người nhận tập trung ở đây. Chúng ta thấy không? Đó, sự cách ly của đảng cộng sản đó anh chị em. Tắm giặt, tự đi vệ sinh. Chúng ta thấy không? Cũng không có bác sĩ nào ở đây cả. Chúng tôi đã chấp nhận 3 ngày trước. Ghê không? Nhưng không có bác sĩ nào tới. Ủng hộ nhưng mà nó đâu trục xuất, nó nói cho vui thôi. Bệnh nhân thì chật kín phòng. Anh chị em thấy không? Ở trong cái video này nó nói ai đến trước thì có giường. Đó. Nhưng người đến sau thì phải ngủ dưới sàn, tức là nằm dưới đất anh chị em à. Có ai phụ trách ở đây không? Chúng ta thấy chưa? Không ai phụ trách cả. Đó. Nó là cúng cho nên là cái dấu hiệu của nó là của cúng. Nên là khi chúng ta bị nhiễm virus hoặc virus nó bắt đầu nó tác kích vô trong cơ thể thì và bắt đầu biểu hiện triệu chứng sau thời gian ủ bệnh. Chúng ta sẽ thấy mỏi cơ, đau cơ, nhức đầu nhẹ nhẹ thôi. Chúng ta thấy không? Những cái sự dối trá và những cái sự lừa gạt để cái như làm yên lòng của dân. Nhưng thực chất ra hiện nay á, ở kể cả bên Trung Quốc nó vẫn không có trị được. Cho nên á, đừng có nói rằng á, ở Việt Nam chúng ta trị được cái việc đó xưa rồi.
chúng ta thấy không, như người Việt chúng ta hay lắm. Đó. Mặc dù dịch bệnh rất là khủng khiếp đúng không, dịch bệnh tràn lan, nhưng họ không quan tâm, họ chỉ quan tâm đến coi như là những cái sao. À, đây đây chúng ta thấy nè, ở đây có một cái bài báo mà của coi như là Phan Vây Kính Tân Sơn Nhất để đón nhóm nhạc Hàn giữa đại dịch Corona. À, chúng ta thấy khủng khiếp không? À, cho nên nó chúng ta thấy á, qua bao nhiêu năm cái gọi là giáo dục, 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người của cái đảng cộng sản này, nó như thế nào? Mặc dù Việt Nam á, đang bị đại dịch như vậy, và chúng ta biết rằng Tân Sơn Nhất là cái ổ dịch nó đang nằm ở đó, nhưng họ có quan tâm hay không? Đặc biệt là giới trẻ, họ không quan tâm. Họ giống như là sống bất cần, hôm nay sống biết hôm nay, ngày mai chết bất cần. Chúng ta đi đi xem cái bài báo này như thế này, như thế nào, chúng ta hãy tìm hiểu đó. Xin thưa tất cả anh chị em cô chú bác, ở đây như thế nào? Đây, Phan Vây Kính Tân Sơn Nhất để đón nhóm nhạc Hàn giữa đại dịch Corona. Đó, chúng ta thấy ghê không? Thì chúng ta thấy nguy hiểm như thế nào. Trưa ngày 31 tháng 1, hàng trăm người hâm mộ có mặt ở Tân Sơn Nhất để đón nhóm nhạc Hàn Quốc Winner nè. Nhóm có đêm nhạc tại Thành phố Hồ Chí Minh tối ngày 1 tháng 2. Đây, chúng ta thấy đây là nhóm nhạc đúng không? Đây. Đó. Không, nhưng vây kín hết. Cái này thì một người mà nó bị dịch thì nó có lan truyền không anh chị em? Nó có truyền nhiễm không anh chị em? Và anh chị em thấy nè, có rất là nhiều người cũng không có đeo khẩu trang nè. Đó, anh chị em thấy không? Đó. Và trong cái thời điểm này á, là trong cái thời điểm coi như là bệnh dịch nó đã phát tán rất là nhiều rồi anh chị em biết không? Đó không? Chúng ta thấy không? Chị anh Sơn Đi Nguyễn, không? Chúng ta thấy không? Sơ qua chúng ta thích nhìn những cái hình ảnh này. Đó, đây là cô bé này, đúng không? Tháo cái khẩu trang ra, đúng không? Đây, cái người bảo vệ này không có đeo cái bảo hộ vào đây. Rất là nhiều người không có đeo một cái khẩu trang, không có đeo cái gì hết. Mà đây, đúng không? Rất là nhiều đây, theo cái con chuột em trỏ nè. Chúng ta thấy rất là rõ những cái hình ảnh này. Đó, và trong giữa cái sự đại dịch như vậy mà họ như vậy nè. Chúng ta thấy quá rõ nè, thấy chưa? Đây, 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 đúng không? Đây, đây, đây. Chúng ta thấy những người này thì bây giờ cái đêm nhạc đó rồi bây giờ họ đi về đâu? Đó, và có phải những người này đã đi ra khắp nơi, đã truyền cái bệnh dịch này ra ngoài không anh chị em? Xin thưa anh chị em, ở đây tôi đặt một cái dấu hỏi như vậy. Đó, để anh chị em tưởng tượng rằng bây giờ Việt Nam nó có dịch như thế nào, tưởng tượng rằng đất nước của chúng ta bây giờ nó như thế nào, và cái sự dối trá, cái sự dối trá của coi như là Việt Nam đối với thế giới. Và anh chị em có biết rằng hiện nay Trung Quốc nó tuyên bố rằng nó trị khỏi cho bệnh nhân đúng không? Nhưng mà thực chất ra nó còn không dám tin là nó đã trị khỏi. Đó. Và cái khi mà nó tiễn người bệnh này đi ra khỏi coi như là bệnh viện, nó còn phải né nữa. Anh chị em thấy khủng khiếp không? Rất là đáng buồn. Thì thử hỏi cái sự dối trá đó vẫn còn tiếp tục như thế nào? Đây, chúng ta tìm hiểu thêm một cái bài báo của coi như là Việt Nam. Bây giờ chúng ta quay lại, ở đây có một cái bài báo của Việt Nam đúng không? Ngày 6 tháng coi như là 2 năm 2020 đúng không? Bây giờ chúng ta thấy này, một thế giới. Trước thông tin có 67 công dân Trung Quốc vừa nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 6 tháng 2, Bộ Y tế có công văn điện khẩn đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo rà soát, điều tra tất cả những hành khách trên, tổ chức cách ly, giám sát
trong vòng 14 ngày, đồng thời huy động nguồn lực để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch virus corona. À, chúng ta thấy chưa? À, một mặt á, thì á, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu rằng á, đuổi những người Trung Quốc này ra khỏi Việt Nam. Nhưng thực chất là không phải, không có đuổi đâu. Không có đuổi anh chị em à. À, bởi vì bằng chứng cho chúng ta thấy là ngày 6 đó, 18:20, tức là tối hôm qua đó, đã tiếp tục cho những người, những chuyến bay từ Trung Quốc đã bay về Việt Nam. Em chào anh Lê Văn Long, chào tất cả anh chị em của chú bác vô sao. Thì anh chị em thấy rằng á, cái việc mà đóng cửa biên giới với Lào nó có hay không, hay là Lào nó đóng cửa, hay là cái sự tuyên truyền của Việt Nam dối trá, anh chị em biết không? Hiện nay ở Huế, ở Huế là một cái ổ dịch rất là khủng khiếp. Thực chất ra tất cả các tỉnh ở miền Bắc bây giờ đều có dịch hết rồi. Và miền Nam thì những cái khu công nghiệp, nơi nào có khu công nghiệp mà có người Trung Quốc thì đều dính dịch hết rồi. Anh chị em biết không? Anh chị em cứ nghĩ đi, Cà Mau á, nó là tận cùng của Tổ quốc rồi đúng không? Nó đã dính dịch. À, thì đất nước Việt Nam chỗ nào mà không có dịch? À, anh chị em cứ thử đặt ra một câu hỏi đi. Đúng không? Đó. Và rất là khủng khiếp. À, lúc này đã đưa một chiếc máy bay. Rất là khủng khiếp anh chị em. Anh chị em để coi như là tôi sẽ lấy một cái thông tin cho anh chị em biết. Mình chia sẻ nó về cái trang nào rồi. Đó. Để từ từ anh chị em chờ một tí xíu nha. Em chào chị Thấm. Chúng ta thấy ở đây nó sự dối trá rất là nhiều. Thôi bây giờ bỏ những cái này đi, hồi nãy em bỏ ở đâu rồi. Để coi, chiều rồi, dùng từ từ, dùng cái này, cái này hồi chiều nó đi cái, nó đi cái nào. Không biết nó chuyển về đâu. Thôi bỏ đi. Bây giờ chúng ta thấy, quay lại chúng ta nhìn cái cảnh ở Trung Quốc, và họ tuyên bố rằng họ đã trị khỏi cho bệnh nhân corona đúng không? Và chúng ta xem cái sự tuyên truyền dối trá của họ như thế nào. Đó. Bây giờ đây là cái hình ảnh bác sĩ đón, bác sĩ Trung Quốc nè, đón như là bệnh nhân đúng không? Ở đây không có dối trá. Ở đây những cái tư liệu, lấy cái những tư liệu của tụi nó đưa ra cho mình thấy. Đây, bệnh nhân đúng không? Đó, bác sĩ né, không dám, không dám đâu. Đó, thụt lui thôi. Anh chị em thấy không? Chính nó nói là nó trị khỏi nữa, còn như là né mà. Coi, nó đeo rất là kính. Chúng ta thấy không? Sự dối trá như thế nào? Và anh chị em biết không? Hiện nay là đã có 30.000 người chết, và cái con số của họ đưa lên. Chứ không phải là một cái con số giả. Nhưng mà cái con số đó chưa chính thức đâu. Con số nó còn cao hơn rất là nhiều anh chị em à. Anh chị em có tin không? Chúng ta thấy không? Chính họ mà họ còn không tin lấy họ nữa thì ai đây?
Ở đây có một bài báo. Ở Trung Quốc hiện nay họ hoàn toàn bị thất bại về cái kiểm soát virus corona. Đó. Như đây chúng ta thấy những gì? Đây, bây giờ chúng ta thấy không? Theo cái bài báo này á, là nó nói như thế nào? Tôi hiểu theo nghĩa giang hồ thì hình như là bủa vây rồi tóm hết. Bọn cầm quyền Cộng sản Trung Hoa đã hoàn toàn thất bại trong việc kiểm soát sự lây nhiễm của virus corona. Các bạn chắc cũng đã biết qua những bài viết của anh chị em người Việt trên Facebook. Con số nhảy vọt một cách chóng mặt. Và bây giờ chúng ta ra lệnh bủa vây, lùng bắt tất cả những người dân Vũ Hán mà chúng cho là bị nhiễm bệnh. Lệnh này có hiệu lực trên toàn cõi Trung Hoa, chứ không riêng gì ở Vũ Hán. Đây, đây chúng ta thấy không? Tô màu cho anh chị em xem nha. Đó, đúng không? Đó. Chúng ta thấy không? Đó, như vậy đọc cho nó dễ, đúng không? Đây, chúng ta thấy không? Nghĩa là bất cứ một người dân Vũ Hán nào đã vượt ra khỏi Vũ Hán cũng đều bị bắt lại và đưa vào trại cách ly. Các bạn cứ thử để cho trí tưởng tượng của mình làm việc. Các bạn có hình dung ra được cái đời sống trong các cái gọi là trại cách ly này hay không? Nó đơn giản là như thế này. Nó giống như những trại tâm thần mà các bạn thấy việc cộng nhốt người đây cái mắt em nó cũng cận đọc xa cũng không thấy nhốt người mắc bệnh trong đó nhiễu nhão thấp thiểu hoảng loạn ngơ ngác và tuyệt vọng đây không phải là sự võ đoán hay tuyên truyền gì hết nhưng là sự thật. Dụng cụ y tế thiếu thốn, nhân viên y tế kiệt sức, bắt buộc bọn chó đẻ này phải sử dụng lực lượng công an và an ninh mật vụ. Đó. Mà bọn này cũng sợ chết như ai và bị vây bắt buộc làm chuyện nguy hiểm này. Tâm lý của chúng là thù hận những người nhiễm bệnh. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Chúng xuống tay rất tàn độc để thi hành lệnh của thằng đại ác quỷ Tập Cận Bình. Dù có phải giết 1 triệu người để giữ vững chế độ, nó cũng không ngần ngại. Hãy đọc lại lịch sử Trung Hoa. Hãy sẵn sàng cho tình huống ở Việt Nam cũng giống như Vũ Hán ngày hôm nay. Chúng ta thấy chưa? Chúng ta thấy á. Chào Quân Quân. Chúng ta thấy cái bài báo này nó nói rất là chí lý anh chị em và nó cũng cảnh báo cho chúng ta rằng cái xã hội của chúng ta nó sẽ đi đến cái giai đoạn đó. Bởi vì sao? Xin thưa với anh chị em, không thể nào tránh được, bởi vì Việt Nam đâu có thuốc trị đâu. Trung Quốc cũng chưa có thuốc trị mà, thì làm sao Việt Nam có thuốc trị? Cho nên á, anh chị em đừng có nghĩ rằng á, trong một ngày hai là cái bệnh này nó sẽ hết. Tôi nói anh chị em này, tôi dám cam đoan với anh chị em á, chắc chắn rằng, chào anh Mong Nguyễn, hết tháng 2 này vẫn chưa có vaccine để điều trị. Xin thưa anh chị em, và chẳng những hết tháng 2 này, nó còn kéo dài rất là nhiều. Và thời gian trong cái thời gian này rất là nhiều người bệnh đã tràn lan khắp Việt Nam. Bởi vì Việt Nam không kiểm soát được, gọi là đo thân nhiệt hả? Xin thưa với anh chị em, đồ bỏ. Đo thân nhiệt bỏ rồi. Đo thân nhiệt á, là với những người đã mắc bệnh, đã lộ cái bệnh ra rồi. Còn có những người ủ bệnh, không đo được. Và các tờ báo ở phương Tây
nó cũng đã coi như là nói rất là rõ đó. Cho nên đừng có nghĩ rằng đo thân nhiệt là ok đó. No, không phải như vậy đó. Và bây giờ đó, Đài Loan nó chế là cũng phải nửa năm sau đó. Mà bây giờ thử hỏi anh chị em nè, nửa năm sau thì bao nhiêu triệu con người sẽ chết đó. Anh chị em nghĩ đúng không? Thật sự ra mà nói á, nói theo tâm linh một tí xíu á, thì cái đại dịch mà do thằng Trung Quốc này nó chế ra thì đó cũng là cái gọi là ác lai ác báo mà thôi. Nó làm chuyện ác nhiều quá đó, thì bây giờ nó phải chịu đại dịch, và cái đại dịch đó chính do nó gây nên. Cho nên á, không thể tránh được. Anh chị em biết không? Ghê không? Lại mấy cái tin giật gân. Hôm nay có rất là nhiều cái tin coi như là giật gân. Chẳng hạn như người Trung Quốc nó giết chặt cô gái Việt Nam ra mấy khúc. Nhưng mà cái vấn đề này em không đưa, bởi vì hôm nay em đưa cái vấn đề của cái bệnh dịch đó. Bởi vì có những cái tin mà Đảng Cộng sản nó đang muốn lái dư luận của chúng ta đi. Để làm gì? Để coi như là nó làm yên lòng người dân đi, đừng có quan tâm đến dịch bệnh nữa. Và bây giờ hiện nay như những gì mấy ngày hôm nay tôi kêu gọi anh chị em trích coi như là tích trữ lương thực, tích trữ thuốc men đó. Có nhiều anh chị em nói với tôi là mày coi như là xúi người ta làm việc vô lý, đúng không? Anh chị em thử nghĩ đây. Bây giờ tôi sẽ cho anh chị em xem một bài báo của coi như bệnh viện nó nói gì về coi như là cái y dược của Việt Nam đó. Anh chị em cùng tôi đi tìm hiểu nha. Là bệnh viện Việt Nam có còn thuốc hay không, và bệnh viện Việt Nam có đủ tiêu chuẩn để điều trị con vái rệt corona, tức là cái con virus tập cận bã này không? Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương không? Bệnh nhân phải tự mua thuốc để điều trị. Anh chị em thấy khủng khiếp không? Bệnh viện nó không còn tiền. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương là bệnh viện tuyến cuối chịu trách nhiệm chính trong việc chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho người dân của tỉnh. Tuy nhiên, nhiều tháng qua, đơn vị này phải hoạt động trong tình trạng thiếu thuốc, khiến hàng nghìn bệnh nhân lo lắng, muốn điều trị. Người bệnh đành phải ra ngoài mua, trong khi hầu hết đều không có. Wow. Chúng ta thấy không? Chúng ta thấy không? Đó là một cái coi như là tin để cho chúng ta biết rằng những cái bệnh viện của Việt Nam hiện nay, và nó là đưa vào điều trị không có thuốc đâu mà điều trị. Tôi nói thật sự á anh chị em đừng có coi như là nghe cái bọn Trung Quốc này, cái Đảng Cộng sản này nó tuyên truyền, nó học theo của Trung Quốc mà thôi. Thật sự ra nó chẳng làm được cái gì đâu. Nó tìm những cái người mà bị cảm sốt bình thường xong xuôi rồi á. Chào anh Gồng Văn Lê. Thật sự ra ở đây anh hỏi là bạn có nghĩ là đến đây là một cái cuộc thí nghiệm của nó hay không? Nhưng thật sự ở đây không phải là một cuộc thí nghiệm nữa, mà đây là một cái cuộc chế tạo vũ khí hạt nhân. Như trong cái live stream ngày hôm qua, em đã đưa ra một cái bài báo của cái như là nhà khoa học của Vũ Hán, là phòng thí nghiệm B4 này của một cái tài liệu của Mỹ họ đưa ra, là cái phòng thí nghiệm B4 đó, là nó chế tạo ra cái con virus corona này, tức là cái con virus tập cận bã này đó, để làm gì? Để coi như là tấn công vào Mỹ, tấn công vào các nước phương Tây, để coi như muốn làm bá chủ. Nhưng không ngờ rằng gọi là trời bất dung gian, cho nên cái con virus này có thể là nó bị dính trên một cái người nào đó đem ra, hoặc là khi nó bị rò rỉ đó ra ngoài. Cho nên là ngay lập tức chúng ta nên nhớ rằng chúng ta hãy coi như đi ngược về cái phía sau một tí xíu đó. Là như thế nào? Cái lúc mà khi mà cái dịch này nó vừa phát lúc mà 31 tháng 1 thì ở bên Mỹ nó đã cảnh báo trước đó rồi. Nó cảnh báo coi như là ngày 15 tháng 12 đó, coi như là năm 2019, nó đã cảnh báo chứ không phải là không. Chào chú Mười. Và khi mà
Trung Quốc nó cố ém, nó cố tình nó ém nhẹm để nó gọi là chắc để nó khống chế, nhưng nó khống chế không được. Ừ. Thì cuối cùng như thế nào? Và anh chị em nên nhớ rằng Mỹ đã cảnh báo công dân của họ sớm nhất đầu tiên, và họ đã đưa công dân của họ từ Vũ Hán về nước đầu tiên đó. Và chúng ta còn nhớ một cái bài báo của coi như là Trung Quốc phản đối về cái vấn đề Mỹ coi như là thổi bùng cái vấn đề dịch corona này lên, đúng không? À, và chúng ta quay ngược lại như thế nào, là có một bài báo nó đã phân tích rất là rõ ràng là chỉ có cái phòng thí nghiệm B4 ở Vũ Hán đó là bây giờ hiện đang giữ cái coi như là cái con vái rệt SARS đó, và cái con vái rệt SARS này á nó kết hợp với con vái rệt HIV đó để kết hợp lại. Mà muốn nếu mà hai cái con này nó muốn biến thể thì nó phải biến đổi đến coi như là 10.000 lần, nhưng mà ở đây là phải có sự can thiệp của con người đó. Và chúng ta nên nhớ rằng á, cái khi mà chất vấn tại coi như là WHO, tức là Tổ chức Y tế Thế giới World Health Organization đó. Thì ngay lập tức thằng Trung Quốc nó đưa ra cái mẫu phẩm đó của coi như là cái con vái rệt này liền đó. Anh chị em nghĩ không đó, ngay lập tức nó đã có, tức là nó đã chuẩn bị đó. Cho nên cái việc mà như hồi nãy anh hỏi một anh bạn hỏi tôi như vậy á, cái tên của anh là viết liền cho nên là tôi cũng khó đọc. Lê Văn Gông nè, đúng không? Thì á, nó như thế này, cái việc này nó rất là rõ ràng rồi, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng hiện nay nó đang bị cái sự virus lây lan, Mỹ nó chưa nói đến, nó chưa nói đến đâu. Khi mà anh chị em biết rằng cái dịch bệnh này mà nó đã ổn định lại, chúng ta hãy nhìn xem tụi coi như là Mỹ nó sẽ tính sổ thằng Trung Quốc này như thế nào. Và bây giờ nếu như anh chị em muốn biết á, thì á, chúng ta đi tìm hiểu một tí xíu về cái vấn đề mà cái vấn đề ở Trung Quốc nó như thế nào. Bây giờ chúng ta cùng đi xem một cái đoạn video của coi như là Đài Á Châu Tự Do đó. Đài Á Châu Tự Do đã quay một cái cảnh đó ở Vũ Hán là công an Trung Quốc họ rượt đuổi người dân như thế nào đó anh chị em, và nó bắt người dân. Bây giờ ở Vũ Hán là coi như là người dân sống giống như là trong địa ngục, và tôi rất là sợ là cái Sài Gòn đó, hoặc là cái Hà Nội nó sẽ rơi vào cái tình trạng hỗn loạn như vậy đó, và người dân không biết sống như thế nào. Bởi vì người dân chúng ta đó, bây giờ vẫn còn tin vào đảng, coi như là không có chịu thật. Bây giờ chúng ta quay cái màn hình lại, chúng ta đi tìm hiểu về cái video này như thế nào. Công an rượt đuổi người nghi mắc bệnh virus corona. Chúng ta thấy chưa? Hôm 4 tháng 2 các video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy một thanh niên đeo khẩu trang cầm dao bỏ chạy trên đường phố Vũ Hán. Chúng ta thấy chưa? Công an Trung Quốc cầm khiên và các công cụ bắt người đuổi theo. Đó. Chúng ta thấy chưa? Sau một thời gian rượt đuổi, thanh niên này đã bị khống chế và đưa đi. Chúng ta thấy không? Theo đó, thanh niên này bị nghi là người nhiễm virus corona chủng mới. Chúng ta thấy không? Nhưng không đồng ý đi cách ly. Chúng ta thấy không? Nhiều người Vũ Hán tuyên bố thà chết ở nhà còn hơn bị chính quyền đưa vào cách ly. Đó. Chúng ta thấy không? Bởi vì sao? Bởi vì tại sao? Có nguyên nhân. Không phải tự nhiên đâu anh chị em à. Không phải tự nhiên mà tại sao họ vô bệnh viện để cách ly để trị mà họ không vô? Bởi vì họ biết rằng khi mà bước vào cái môi trường cách ly á là họ sẽ chết. Bởi vì anh chị em cũng nghe một cái cô bệnh nhân, cổ đã nói như thế nào, là khi cổ vào cách ly á, cổ coi như là sống như là địa ngục trần gian. Một ngày uống 2 viên thuốc giống hệt như tù. Tức là ở tù á, nó có cái gọi là bệnh, bất kể bệnh gì nó cũng có 2 viên, mà tụi tôi thường nói với nhau gọi là một viên khắc phục, một viên cố gắng.
Nhưng mà ở trong cái trại cách ly của Trung Quốc như hồi nãy, chúng ta đã xem một cái video mà cảnh sát nó rượt nó đủ như vậy, thì nó cũng giống như là ở trong tù như vậy. Và bây giờ tất cả những cái thông tin ở Trung Quốc đều bị ém nhẹm lại. Ngày hôm nay nó tiếp tục phong tỏa thêm 20 thành phố khác nữa. Anh chị em thấy cứ mỗi một ngày như vậy là cái sự phong tỏa các cái thành phố nó càng ngày nó càng tăng lên đó. Và bây giờ hình như đại dịch khắp Trung Quốc rồi, không riêng gì coi như là một coi như là Hàng Châu hay là Vũ Hán, phải không? Đó, và chúng ta nhìn ở đây, chúng ta nhìn đây, sorry anh chị em, chúng ta hãy xem đây, cái bài báo này lại cho chúng ta thấy một cái gì nữa. Ở Vũ Hán đó, tức là người dân phải sống một cái cảnh như thế nào và xác chết như thế nào. Đây bây giờ chúng ta nhìn ở đây nhé. Ở đây tôi không nói thêm bởi vì tôi không có thù hằn gì với họ. Anh chị em thấy không? Xác chết nó khiêng. Chào Nancy Nguyễn. Đó. Chúng ta thấy không? Đấy. Đau lòng không anh chị em? Đó, rất là đau lòng. Và tôi sẽ đọc cho anh chị em nghe. Đó. Ở đây. Người dân Vũ Hán không thể tới bệnh viện vì quá tải, không có phương tiện giao thông, thành phố bị phong tỏa. Anh chị em nghe chưa? Thành phố bị phong tỏa nhé. Trong thành phố ma này đã có rất nhiều người chết tại nhà. Vậy nên có người chết thực sự. Vậy nên số người chết thực sự cao hơn rất nhiều lần con số mà Trung Quốc công bố. Chúng ta thấy không? Khủng khiếp không? Đây và đây. Tiếp tục. Chúng ta hãy xem cái bài báo này. Đó. Chúng ta thấy đây. Đây. Tỷ phú Quách Văn Quý tiết lộ số người chết bởi dịch viêm phổi Vũ Hán. Chúng ta hãy xem cái bài báo này nó như thế nào nha. Chúng ta cùng tìm hiểu nha anh chị em. Ở đây chúng ta phải biết những cái thông tin để chúng ta tự bảo vệ lấy mình anh chị em. Hãy bảo vệ lấy mình, chứ đừng có để coi như là một cái tổ chức, một cái đảng phái nào nó bảo vệ lấy mình. Đảng Cộng sản không bảo vệ lấy anh chị em được đâu. Nói về riêng thành phố Vũ Hán hiện nay á, nó có coi như là nó xây, nó đã coi như là tăng cường lên 30 cái lò thiêu rồi. Và 30 cái lò thiêu hoạt động hết công suất anh chị em. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về cái bài báo này. Hiện tại có hơn 30.000 người đã chết và hơn 1,3 triệu người đã được chẩn đoán bị nhiễm coronavirus ở Trung Quốc, tức là con virus tập cận bã đó anh chị em. Tỷ phú Quách Văn Quý tiết lộ trong một chương trình truyền hình trực tiếp. Anh chị em thấy chưa? Ngày 3 tháng 2, tỷ phú Quách Văn Quý hiện đang sống tại Hoa Kỳ đã tiết lộ những tin tức rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc thừa nhận chủng virus coronavirus mới là sản phẩm tổng hợp do con người tạo ra. Anh chị em thấy không? Che không được đó, bây giờ phải lộ. Nhưng phía Trung Quốc lại vu cáo rằng là do Hoa Kỳ tổng hợp ra. Đó, khốn nạn không? Đó, vừa ăn cướp rồi vừa la làng. Đây, nó nói nè, bây giờ em tô cái chỗ này cho anh chị em thấy là nó vừa ăn cướp nó vừa la làng như thế nào. Đó, anh chị em thấy không? Đây, anh chị em thấy chưa? Một cái thằng vừa ăn cướp vừa la làng. Nó nói là vu cáo rằng là do Hoa Kỳ tổng hợp ra nhằm kích động người dân Trung Quốc thù hận Hoa Kỳ. Đó, chúng ta đã. Đó. Đồng thời ông nói rằng hiện tại hơn 30.000 người đã chết vì bệnh viêm phổi Vũ Hán, nhiều hơn rất nhiều so với con số vài trăm người mà Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn đang tuyên bố. Nào, chúng ta thấy chưa? Trong một chương trình phát sóng trực tiếp, Quách Văn Quý cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thừa nhận virus corona không đến từ động vật và tự nhiên và không liên quan gì đến chợ hải sản, mà loại virus chết người này được tổng hợp nhân tạo. Nhân vật then chốt liên quan đến toàn bộ sự cố virus này là Quách Đức Ngân, hiệu trưởng Đại học Y khoa thuộc Đại học Tôn Trung Sơn. Anh chị em thấy rất là rõ không? Đó, đây, đó. Chắc
Và tiếp tục như thế nào? Quách Văn Quý nói rằng cổng thông tin của quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc, tức trang mạng Tây Lục silu.com, đã thừa nhận rằng virus corona được tổng hợp nhân tạo ra, nhưng họ vu cáo rằng đó là do Hoa Kỳ tổng hợp. Đó là không nặng không? À, cái này là kích động thù hận, kích động để coi như là Trung Quốc nó ghét Mỹ, nhưng mà nó ghét Mỹ nhưng mà nó làm gì được Mỹ? Nó ghét Mỹ mà cũng vô Mỹ để sinh sống, nó ghét Mỹ mà nó cũng tìm đủ mọi cách nó vô Mỹ à, anh chị em thấy không? Đó. À, bây giờ chúng ta tiếp như thế nào? Trong một bài báo được công bố vào tháng 1, trang mạng Tây Lục tuyên bố rằng virus là do tổng hợp nhân tạo ra, không thể nào do virus trên loài dơi đột biến tự nhiên mà ra được. Đó, chúng ta thấy không? Ừ. Trong một chương trình truyền hình trực tiếp, tỷ phú Quách Văn Quý dẫn nguồn tin ông mới nhận được, nói rằng hiện tại có hơn 1,3 triệu người đã được chẩn đoán bị nhiễm bệnh ở Trung Quốc và hơn 30.000 người đã chết. Anh chị em thấy chưa? Đó. Ông cũng đề cập rằng một khi tình trạng lây nhiễm từ người sang người vượt khỏi tầm kiểm soát, nó sẽ lan rộng khắp thế giới với những hậu quả không thể tưởng tượng được, bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kích động người dân Trung Quốc thù hận với Hoa Kỳ. Do đó, ngày nay nhiều người Trung Quốc đã ghét Hoa Kỳ hơn cả dịch bệnh. Ông nhắc nhở người Mỹ ở Trung Quốc cần cẩn thận vì có thể có chuyện lớn xảy ra. Đó, thấy thằng Trung Quốc này nó vừa ác, vừa hiểm, vừa thâm, vừa mất dạy. Đó, nó là thằng Trung Quốc anh chị em ạ. À, thấy chưa? Về tuyên bố của Quách Văn Quý, cựu chiến lược gia trưởng của Nhà Trắng Stephen Bannon, người cũng tham dự buổi phát sóng trực tiếp, đã trả lời ngắn gọn rằng ông hy vọng và cầu mong con số mà Quách Văn Quý đưa ra là không chính xác, bởi vì đó sẽ là bi kịch của lịch sử nhân loại. Theo ông Bannon cũng nhấn mạnh rằng người dân Mỹ là những người bạn tốt nhất của người dân Trung Quốc, và ông tin tưởng rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giúp đỡ người dân Trung Quốc trong đợt bùng phát dịch bệnh trong những tuần tới. Chúng ta thấy không? Mặc dù nó vô vạ vô cáo nhưng mà Mỹ vẫn chơi đẹp, fair play với họ. Em chào anh Văn Lý Trình, chào tất cả anh chị em, cô chú bác. Chúng ta thấy không? Đó. Ở đây coi như là quá là rõ ràng là nó đã thừa nhận, nó thừa nhận là cái con phái rệt này do cái những con người tạo ra, mà do Trung Quốc tạo ra chứ. À, bởi vì cái phòng thí nghiệm B4 của ở Vũ Hán á, là cái nơi trung tâm và phát tán, và nó rò rỉ ra từ đó anh chị em ạ. Chúng ta thấy gì rất là khủng khiếp đúng không? Bây giờ chúng ta nhìn, chúng ta đi xem một cái bài báo là cái sự khốn nạn gọi là của cái chế độ nó tạo ra cái con người như thế nào đó, và nhà nước có đi ăn cướp hay không. Theo báo Người Việt, bây giờ chúng ta đi tìm theo một cái tờ báo Người Việt nha anh chị em. Chào tất cả anh chị em, cô chú bác, cô sao nha. Em tại vì em lo em tập trung em xem những cái tin tức và em chia sẻ những cái tin tức, cho nên em không có chào tất cả anh chị em, cô chú bác, cô sao được. Mong tất cả anh chị em, cô chú bác, cô sao thông cảm. Và bây giờ chúng ta tiếp tục đi tìm một bài báo. Ở đây có một cái bài báo đây, ngườiviệt.com. Chúng ta cùng đi tìm. Đó. Anh chị em biết không? hình ảnh không? Hốt hoảng vì lo sợ dịch bệnh, các thành phố Trung Quốc cướp khẩu trang của nhau. Wow, anh chị em thấy không? Đó, cái dòng chữ rất là lớn đúng không? Đó, anh chị em thấy khủng khiếp không? Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu về những cái thành phố nó cướp khẩu trang của nhau như thế nào đúng không anh chị em? Chúng ta phải dưa hấu Việt Nam thê thảm bởi vì sự đầu cơ của Trung Quốc. Đúng rồi. Bây giờ có thê thảm như thế nào nữa cũng không có bằng là cái việc mà người dân đang chết dần chết mòn bởi sự dối trá của Đảng Trung Quốc đây, và của Đảng Cộng sản Việt Nam mà theo chỉ thị của Trung Quốc đây. Em chào chị Cẩm Tú Lê, lâu lắm rồi nghe chị. Bắc Kinh, Trung Quốc
người Việt. Đó. Một thành phố tại Trung Quốc nơi chỉ mới có 8 trường hợp được xác nhận là nhiễm virus corona, tức là virus Tập Cận Bã đó anh chị em à, vừa bị cáo buộc là chặn và tịch thu một chuyến hàng chở 400 thùng khẩu trang đang được chở tới một thành phố lân cận, khiến tạo ra sự giận dữ trên các trang mạng xã hội. À, chúng ta thấy chưa? Ừ. Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, các thành phố và thị trấn khắp Trung Quốc hiện đang hối hả tìm kiếm các nguồn cung cấp trang bị chống lây lan của virus, đặc biệt là các khẩu trang, trong lúc số trường hợp nhiễm nay lên tới gần 30.000 người. Đó, đó hồi nãy là bây giờ con số này bắt đầu nó lòi ra đây rồi nè, không anh chị em thấy chưa? Đó. Cho tới nay có gần 600 người đã thiệt mạng tại Trung Quốc. Đó. Chính quyền thành phố Đại Lý, đó, Đại Lý, à, thuộc tỉnh Vân Nam, nha. Tuần này bị cáo buộc là lấy lý do có nhu cầu cấp thiết để tịch thu một chuyến hàng chở khẩu trang đến Trùng Khánh, nơi đang có nhiều trường hợp lây nhiễm virus corona, tức là virus Tập Cận Bã. Theo nguồn tin từ các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc, chính quyền Trùng Khánh yêu cầu phía Đại Lý trả lại số hàng khẩu trang này. Tuy nhiên, chính quyền Đại Lý hôm thứ Tư, 5 tháng 2, nói họ đã phân phối tất cả 598 thùng khẩu trang và không thể thu hồi. Anh chị em thấy chưa, khốn nạn không? Hành động này của chính quyền địa phương ở Đại Lý khiến tạo bất bình trên mạng xã hội, và nhiều người cáo buộc Đại Lý hành động như kẻ cướp. Nó cướp chứ còn gì nữa, hành động như kẻ cướp, đúng không anh chị em? Và chúng ta tiếp tục theo dõi như thế này. Chính quyền Đại Lý sau đó đổ tội cho hai giới chức thành phố, một người trong số này, giám đốc y tế thành phố, bị giải nhiệm. Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc hôm thứ Năm, các nguồn tin khác cũng nói rằng chính quyền Thanh Đảo ở tỉnh Sơn Đông cũng ra lệnh cho giới chức quan thuế giữ lại một chuyến hàng khẩu trang cũng như các sản phẩm y tế khác lúc đang được chở tới thành phố Thẩm Dương, thuộc tỉnh Liêu Ninh, nằm về phía đông bắc của Trung Quốc. Tờ China Business News của nhà nước Trung Quốc hôm thứ Năm tường thuật rằng thành phố Thanh Đảo có hành động như trên là để trả đũa việc Thẩm Dương chặn lấy một chuyến hàng chở khẩu trang của họ trước đó. Chúng ta thấy không? Cái này ăn cướp qua ăn cướp lại. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Khủng khiếp chứ không? Chúng ta thấy khủng khiếp không? Đến nỗi mà bây giờ cả chính quyền nó cũng ăn cướp lẫn nhau. Chúng ta thấy không? Đó. Và Trung Quốc với Trung Quốc đó. Thì anh chị em nghĩ rằng Trung Quốc nó thương dân Việt mình không? Xin thưa với anh chị em, Trung Quốc có thương dân Việt mình không? Chẳng bao giờ thương dân Việt mình đâu. Nó đừng có nói rằng nó khẩu trang, lương thực, tất cả nó sẽ tràn qua Việt Nam khi mà đại dịch nó tràn qua. Và xin thưa với anh chị em, hiện nay ở Trung Quốc rất là nhiều thành phố đã bị coi như là virus corona, tức là con virus Tập Cận Bã này. Thì làm sao người dân Trung Quốc á, họ tìm mọi cách, có thể họ bán nhà cũng không ai mua, họ tìm cách họ rút hết tiền bạc để họ chi, họ đi qua Việt Nam, họ né, bởi vì bây giờ đi qua Thái Lan cũng khó, bây giờ Thái Lan cũng bắt đầu chặn người Trung Quốc rồi, cho nên qua Thái Lan cũng không được, Singapore thì càng khó nữa, không? Và các nước bên kia càng khó, chỉ có con đường duy nhất là qua Việt Nam. Việt Nam mở cửa biên giới thì chính những con người này họ sẽ tràn qua Việt Nam và họ đem cái bệnh dịch này, họ sẽ hủy diệt Việt Nam chúng ta. Nếu chúng ta không biết tự cứu lấy mình thì không ai cứu lấy mình cả anh chị em cho nên đó, tất cả chúng ta đều phải biết bảo vệ lấy mình, đúng rồi. Chỉ có Trung Quốc mới khốn nạn thôi. Đó, chúng ta thấy chưa? Con số coi như là đến ngày hôm nay. Đó, là như thế nào? 6 tháng 2 2020, lúc 16 giờ 59 phút, hiện tại có hơn 30.000 người đã chết và hơn 1,3 triệu người đã được chẩn đoán bị nhiễm corona ở Trung Quốc.
tỷ phú Quách Văn Quý tiết lộ trong một chương trình truyền hình trực tiếp, anh chị em thấy chưa? À, thấy chưa? Đó, đâu nói thêm cho họ làm gì? À. Có rất là nhiều thông tin chúng ta phải cần biết bảo vệ lấy mình. Nếu chúng ta cứ lơ mơ, chúng ta cứ coi như là ỷ lại là sẽ có thuốc trị, giống như là Đảng Cộng sản Việt Nam nó tuyên truyền là nó đã trị khỏi, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên truyền đã trị khỏi. Nhưng xin thưa anh chị em nè, Mỹ mà nó còn coi như là chưa đưa ra được cái vaccine nào hết á, thì đừng có nói là Trung Quốc, có 100 thằng Trung Quốc cũng thua. Tôi nói thật sự anh chị, không phải tôi đề cao Mỹ, nhưng mà anh chị em cũng biết rằng á, nó là một đất nước hiện đại nhất, phát triển nhất hiện nay, tính đến thời điểm này, kể cả về khoa học kỹ thuật, nó là hàng đầu trên thế giới, chưa có thằng nào vượt qua nó được, thì Trung Quốc là gì? Đúng không? Anh chị em nghĩ đi. Bây giờ chúng ta thấy khủng khiếp không? Và hãy nhìn cái hình ảnh này. Anh chị em thấy hình ảnh này không? Giật té chết luôn. Đó, thấy chưa? Anh chị em có muốn người dân mình nó sẽ như vậy hay không? Anh chị em có muốn người dân mình sẽ bị như vậy hay không? Không, không ai muốn hết đó. Bây giờ chúng ta nhìn một cái bài báo. Đây, chúng ta nhìn một cái bài báo và cái tờ thông báo nha anh chị em. Thông báo cho các công dân cách ly tại đơn vị nắm được để bảo đảm ăn ở tập trung. Bộ Quốc phòng hỗ trợ tiền ăn cơ bản trong ngày là 57.000 người trên một ngày, sáng 15.000, trưa 21.000, chiều 21.000. Ngoài tiền ăn còn có các nhu yếu phẩm, bàn chải, kem đánh răng, xà phòng, rửa tay, nước uống. Đó. Và anh chị em biết không? Để dành cho người Trung Quốc á, chứ không phải dành cho người Việt Nam mình đâu. Chào núi rừng, chào tất cả anh chị em của chú bác cô sao. Đó. Ở đây có một bài báo nè. Đó. Quá ngon luôn, bọn Tàu di cư sang vừa được ăn phi, lại có nơi ở phi. Ai như công nhân, sinh viên Việt Nam thuê phòng, thuê nhà, tốn kém, bỏ mẹ. Để nói luôn, kẻo không quên, đó là toàn bộ chi phí đài thọ cho phái đoàn 31.000. Đó. Quân Mông Nguyên sang tá túc ở Việt Nam được từ tiền thuế do các bạn đóng. Anh chị em thấy không? Tôi đâu có vu khống là làm gì. Đó. Thấy không? Thông báo, đó là thông báo của nhà nước đó nha. Không phải của tôi đâu. Tôi đâu có trình độ, tôi làm gì ấy được. Nhưng mà anh chị em thấy không? Đó là cái sự khốn nạn. Mà người dân của chúng ta là những người phải gánh chịu. Biết không? Bây giờ chúng ta đi một tí xíu, từ nãy giờ thì chia sẻ nó cũng nhiều về cái vấn đề. Bây giờ chúng ta tìm hiểu một tí xíu về cái vùng đất của coi như là Vũ Hán, theo coi như là biên ký của Lưu Bá Ôn, thì họ nói như thế nào, Lưu Bá Ôn đã viết về như thế nào và nói về cái vùng đất Vũ Hán như thế nào, và chúng ta nhìn thấy tương lai của Trung Quốc và tương lai của Việt Nam nó như thế nào. Đó, theo coi như là bia ký của Lưu Bá Ôn. Đó, bây giờ xin thưa anh chị em, chúng ta đi tìm hiểu một tí xíu nha. Đại kiếp nạn của Vũ Hán liên quan tới thay đổi phong thủy cách đây hơn 30 năm. Dịch viêm phổi do virus corona gây ra ở Vũ Hán đã lan rộng trên khắp Trung Quốc và thế giới. Hiện tại, nội thành Vũ Hán, tâm điểm của dịch bệnh, giống như địa ngục trần gian, bách tính ở trong hoàn cảnh vô cùng đáng sợ. Anh chị ạ. Dịch viêm phổi bùng phát, chính quyền Trung Quốc chào chị Ngọc Châu, bỏ bê công tác phòng chống dịch.
tiết trời sang xuân, cả một vùng hoa trung rộng lớn với Vũ Hán là tâm điểm, nhân khẩu nhiều, đường lớn thông suốt chính tỉnh. Nơi đây là trung tâm vận tải chính với hàng loạt tuyến đường sắt, đường bộ và đường cao tốc nối với các thành phố lớn ở Trung Quốc, Đại Lục. Vì có vị trí then chốt chào Sarah Nguyễn thông nội địa, Vũ Hán được gọi là Chicago của Trung Quốc. Đây cũng chính là điều kiện không thể tốt hơn để dịch bệnh phát triển. Chỉ trong ít ngày, toàn Trung Quốc chìm trong dịch bệnh, ảnh hưởng lan rộng khắp thế giới, từ Đông Á, các nước ven Thái Bình Dương đến châu Âu và Hoa Kỳ. Sự che giấu thông tin của chính quyền Trung Quốc khiến người dân không thể đoán biết được thảm kịch đang treo trên đầu mình. Ai cũng thắc mắc tại sao Vũ Hán lại gặp phải tai họa khủng khiếp này. Đứng từ góc độ phong thủy, có lẽ một sự kiện cách đây 30 năm là một trong những nguyên nhân. Thành phố Vũ Hán nằm ở ngã ba sông Dương Tử và sông Hán Thủy, phân định thành ba thành thị nhỏ. Chúng ta đi tìm hiểu một tí xíu về cái lịch sử của Vũ Hán và cái vùng đất này nó như thế nào. Bán lạc thanh niên ngoại, nhị thủy trung phân anh Vũ Châu, nghĩa là ba ngọn núi nhô lên nối liền với trời xanh xa tít, đảo Bạch Lộ chia đôi hai nhánh sông Tận Hoài. Đây là địa thế có lợi cho việc cách cố định tân, tức bỏ cũ lập mới. Cũng bởi vậy, cuộc cách mạng Tân Hợi xảy ra đầu tiên ở Vũ Xương đã kết thúc triều nhà Thanh, mở ra thời kỳ dân quốc cho Trung Hoa. Như vậy, có thể nói rằng Vũ Hán là một nơi có phong thủy quan trọng bậc nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền để giữ gìn giang sơn bờ cõi vạn đại lưu tồn, đã lần lượt chặt đứt từng chút khí mạch của mảnh đất từng là nơi định đô của các bậc đế vương trong các triều đại lịch sử. Chào An Huỳnh. Hai ngọn núi Rùa Xà ở Vũ Hán vốn là nơi núi sông tụ hợp vô cùng hợp phong thủy. Chính quyền cho xây dựng tháp truyền hình trên đỉnh núi Rùa giống như một cây châm cắm thẳng trên lưng Rùa. Ngoài ra, họ lại xây dựng khách sạn Tình Xuyên hình vuông giống như một tấm bia mộ dựng bên bờ sông Dương Tử. Đó, chúng ta thấy chưa? Tháp truyền hình trên đỉnh núi Rùa được hoàn thành vào năm 1986 và là tháp truyền hình đầu tiên ở Trung Quốc. Trong khi đó, khách sạn Tình Xuyên hoàn thành vào năm 1984 và là tòa nhà cao nhất tại Vũ Hán vào thời điểm đó. Hai động thái này của chính phủ quả thực đã khiến cho Giang Thành vương khí ảm đạm buồn. Sự trấn yểm phong thủy này có lẽ đã gieo rắc tà khí lên cả vùng Vũ Hán tươi đẹp, giàu truyền thống văn hóa. Cảnh người dân Vũ Hán bị cách ly buồn bã trong lệnh phong thành có lẽ rất giống với cái gọi là cách cố định tân, bỏ cũng chính là đào thải, hủy diệt. Bia ký của Lưu Bá Ôn từng có đoạn dự ngôn: nỗi lo thứ ba là hồ rộng gặp đại nạn, nỗi lo thứ tư là các tỉnh có giặc giã, nỗi lo thứ năm là nhân dân không yên ổn, nỗi lo thứ sáu là thời gian giữa tháng 9 và tháng 10 mùa đông, nỗi lo thứ bảy là có cơm không có người ăn, nỗi lo thứ tám là có áo không có người mặc, nỗi lo thứ chín là thi thể không người liệm, nỗi lo thứ 10 là khó qua năm hợi tý. Đây chẳng phải là miêu tả tình huống khó khăn ngày nay tại Vũ Hán sao? Đây cũng có lẽ là thiên mệnh không thể làm trái. Chính quyền Trung Quốc gắng sức bảo vệ quyền lực của mình, thậm chí không tiếc mạng người, không màng đến sinh linh bách tính. Nhưng cuối cùng, ngay trên vùng đất lịch sử Vũ Hán này, một sự kiện có thể dẫn đến sự sụp đổ của họ lại đang diễn ra từng phút từng giờ. Hơn 100 năm trước, khởi nghĩa Vũ Xương diễn ra đã sụp đổ rồi, đầy kết thúc thiên mệnh của nhà Thanh, mở ra thời kỳ dân quốc với Huỳnh, những Tôn Trung Sơn, Tưởng Giới Thạch. Ai có thể dám chắc rằng với tình hình dịch bệnh virus corona ngày càng phức tạp, tiếp tục tăng theo cấp số nhân thế này lại không có những sự biến tương tự xảy ra. Có lẽ đó là điềm báo trước về một cuộc đào thải để Trung Quốc và thế giới bước vào một thời kỳ canh tân mới. Rất nhiều dự ngôn trong lịch sử cũng đã nói từ thời khắc như vậy, một cuộc đào thải để thanh lọc thế giới. Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt,
nhân quả báo ứng luôn như cái bóng phía sau. Trung Quốc quá ác mà anh chị em à. Thuyết luân hồi mỗi sinh mệnh từ vạn cổ đến với thế giới ngày hôm nay, há chẳng phải đều chờ đợi thời khắc then chốt nhất của lịch sử này hay sao? Chỉ một ý niệm có thể cứu vớt một sinh mệnh, cũng có thể hủy hoại một sinh mệnh. Nếu chọn làm một người thiện lương, đứng về phía chính nghĩa, có lẽ người ta sẽ được bình an khi đại nạn lâm đầu. Hãy cùng đọc lại bia ký của Lưu Bá Ôn như một lời nhắc nhở đến toàn bộ nhân loại chúng ta. Trời có mắt, đất có mắt, người người cũng có một đôi mắt. Trời cũng lật, đất cũng lật, ung dung tự tại, vui cười như không. Người nghèo một vạn, lưu một ngàn. Người giàu một vạn, lưu hai ba. Giàu nghèo nếu không hồi tâm chuyển ý, nhìn xem ngày chết ở trước mắt. Đất bằng không có nguồn cốc trồng, thận trọng bốn phía sạch bốn người. Nếu hỏi ôn dịch khi nào xuất hiện, nên xem từ tháng 9 đến tháng 10 mùa đông. Người làm việc thiện thì được thấy, kẻ làm việc ác không được xem. Trên đời có người làm việc đại thiện, mau chóng viết ra và truyền bốn phương. Còn đây là bia ký về 10 nỗi lo trước mắt. Gặp phải kiếp này chưa phải hết, vẫn còn 10 nỗi lo ở trước mặt. Nỗi lo thứ nhất là thiên hạ loạn khắp nơi. Nỗi lo thứ hai là khóc đông tay người đói chết. Chào anh Vinh Đoàn. Nỗi lo thứ ba là hồ trọng gặp đại nạn. Nỗi lo thứ tư là các tỉnh có giặc giã. Nỗi lo thứ năm là nhân dân không yên ổn. Nỗi lo thứ sáu là thời gian giữa tháng 9 và tháng 10 mùa đông. Nỗi lo thứ bảy là có cơm không có người ăn. Nỗi lo thứ tám là có áo không có người mặc. Nỗi lo thứ chín là thi thể không người liệm. Nỗi lo thứ 10 là khó qua năm hợi tí. Nếu như qua được đại kiếp số mới được tính là thần tiên trong thế gian. Đó. Trận kiếp nạn này còn khiến người ta gặp 10 nỗi lo buồn lớn, thiên hạ đại loạn, mất mùa, hồ trọng gặp đại nạn, khả năng chỉ thủy tai hoặc vỡ đập thủy điện, các tỉnh khả năng đều gặp chiến loạn, bách tính kinh hoàng không chịu nổi. Còn có đại ôn dịch phát sinh vào tháng 9, tháng 10, ôn dịch khiến người chết nhiều đến mức có cơm không có người ăn, thi thể không người liệm. Chúng ta thấy không? Giống ngày hôm nay không? Chúng ta thấy không? Đó, cảnh báo. Cho anh Ben Trần. Chúng ta đã thấy cảnh báo rồi. Và như chúng ta cũng đã biết, cái đập thủy điện của Trung Quốc đó, đập Tam Hiệp đó, thì nó cũng có cái dấu hiệu là bị vỡ rồi, đúng không? Đó. Nhưng xin thưa với anh chị em, chưa dừng lại ở đó. Cái quan trọng là ngày hôm nay là dịch bệnh khắp mọi nơi đó. Trung Quốc không kiểm soát được, thế giới chưa có vaccine đó. Và xin thưa với anh chị em, Việt Nam chúng ta là một nơi mở cửa cho Trung Quốc nó vô. Điều này rất là nguy hiểm. Nguy hiểm cho người dân chúng ta. Và Đảng Cộng sản Việt Nam không có một cái sự bảo vệ cho người dân. Cho nên hôm nay cũng như những cái live stream trước, em cũng muốn kêu gọi tất cả chị em, là hiện nay Việt Nam mình là cũng không còn những cái loại thuốc đặc trị. Và lương thực của Việt Nam mình ngày hôm nay nó cứ tăng giá theo từng ngày từng ngày. Anh chị em có biết rằng những cái con chào chú Đỗ Thái. Ngày hôm nay tất cả những lương thực nó tăng hàng ngày đó. Và anh chị em biết những cái loại đồ hộp ngày hôm nay nó tăng giá một cách khủng khiếp đó, là từ 45.000 lên 80.000, từ coi như là 65.000 lên đến 110.000 một hộp. Anh chị em thấy không, khủng khiếp không đó. Và xin thưa với anh chị em, hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam thì nói rằng
Như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng á, trục xuất người Trung Quốc nhưng không có, không phải như những gì ông nói. Ông nói hoàn toàn ngược lại với những gì ông làm. Em chào chị Ngọc Tác, chào tất cả chị em của chú bác cô sao. Bởi vì á, như mới ngày 18 giờ ngày hôm qua đã có thêm 67 người Trung Quốc vào Việt Nam. Tức là hoàn toàn không như những gì mà giới lãnh đạo Việt Nam đang nói. Cho nên á, chúng ta muốn bảo vệ đấy, lấy chính bản thân chúng ta, thì chúng ta hãy nhìn xung quanh chúng ta. Chẳng hạn như ở Long An cũng đã coi như là phong tỏa đó, và hạn chế đó, đi lại đó. Và thành phố Hồ Chí Minh bây giờ, tức là Sài Gòn á, Sài Gòn cũng bị như vậy. Và anh chị em biết rằng á, tất cả à, tất cả mà khi mà cái con virus này nó chưa có cái một cái loại vaccine nào để kèm hãm nó, và cứ mỗi một ngày như vậy nó cấp con số nhân lên, nó lan truyền ra với con số rất là khủng khiếp. Cứ mỗi một ngày như vậy bên Trung Quốc à, nó lại đi ra thế giới đó, cả hàng trăm ngàn người đó, và vào Việt Nam. Cái quan trọng là nó vào Việt Nam bằng cái con đường biên giới mở của chúng ta không đóng lại. Thì bây giờ ở các tỉnh ở phía Bắc đó, miền Trung và vô cả phía Nam này, bây giờ ở Đà Nẵng á, rất là khủng hoảng. Anh chị em biết Đà Nẵng bây giờ rất là nhiều người, Nha Trang đó, Khánh Hòa à, kéo vào các cái tỉnh ở trong miền Nam này. Hầu như Việt Nam chúng ta bây giờ đâu đâu cũng có, đặc biệt là những cái nơi nào mà có những cái nhà máy xí nghiệp của những người Trung Quốc là đều bị nhiễm à, virus tập cận bã hết rồi. Cho nên đó, vì cái trường hợp này, những cái trường hợp mà cấp bách như thế này, chúng ta phải tích trữ lương thực, chúng ta phải biết tự bảo vệ lấy mình. Những anh em công nhân, những cái coi như là người lao động phải biết bảo vệ lấy mình, đừng có chờ, đừng có chờ coi như là đảng Cộng sản Việt Nam nó bảo vệ chúng ta. Nó sẽ không bao giờ nó bảo vệ chúng ta à. Vâng, bởi vì nếu mà nó bảo vệ chúng ta thì ngay từ đầu nó đã đóng cửa biên giới à. Nhưng ngày hôm nay chúng ta cũng biết rằng á, Lào nó cũng đóng cửa biên giới với Việt Nam. Nhưng Việt Nam lại bố láo nói rằng á, Việt Nam đóng cửa biên giới với Lào. Mắc mớ gì cái việc mà dịch bệnh ở Trung Quốc mà Việt Nam đóng cửa với Lào, cái điều ngớ ngẩn. Nhưng thực chất ra đó là Lào nó đã đóng cửa à, nó không cho công dân Việt Nam qua, bởi vì nó sợ đó, bởi vì nó biết rằng á, công dân Việt Nam mắc rất là nhiều à, cái virus corona này. Và anh chị em có biết không, không riêng gì ở coi như là Lào hay Campuchia hay Thái Lan, anh chị em có biết không, hiện nay người Việt của chúng ta gặp rất là nhiều sự khốn đốn, bởi vì kể cả những người Việt chúng ta đang ở bên Úc cũng đang gặp cái sự khốn đốn, bởi vì những người phương Tây họ nhìn người Việt á, họ cứ tưởng là người Trung Quốc không à đó. Cứ ở đâu họ thấy cái dân châu Á mà coi như là cái đầu đen mà nước da vàng vàng đó, là họ cứ nghĩ là Trung Quốc đó, thì là họ lại kỳ thị, họ kỳ thị chúng ta. Đó là do ai? Do cái nhà lãnh đạo Việt Nam. Cho nên á, chúng ta phải bảo vệ chúng ta bằng cái cách hãy tích trữ lương thực và ở nhà à, và các công nhân ở các khu công nghiệp nên ngừng mọi cái công việc của mình để bảo vệ chính bản thân của mình, bảo vệ chính gia đình của mình. Anh chị em hãy ngưng làm việc để chờ cho nó qua khỏi cái cơn dịch này, và chúng ta có thể đi làm lại. Khi mà nó ổn định chúng ta sẽ làm lại à, chứ bây giờ chúng ta đi làm trong những cái trường hợp này rất là nguy hiểm. Anh chị em biết không, à, anh chị em làm một ngày được bao nhiêu tiền đó, mà anh chị em á, thấy á, bệnh bây giờ có thuốc trị không? Bây giờ tất cả các bệnh viện ở Việt Nam không còn thuốc nữa rồi. Anh chị em có biết những cái thuốc đặc trị bây giờ không còn nữa đó. Hầu như đi mua không còn, nó cháy hàng và nó tăng kinh khủng đó. Anh chị em thấy không? Đó là một cái nguyên nhân rất là rõ ràng. Như vậy nếu mà lỡ anh chị em mắc bệnh đi đó, anh chị em lấy cái gì trị đó? Không có thuốc trị, có phải anh chị em chết không? Anh chị em chết à, có phải là vì mấy cái đồng tiền để anh chị em đi làm để bán cái mạng mình hay không à, anh chị em hãy ngưng, và hãy ngưng làm và chờ cho nó qua cái đại dịch này thì chúng ta sẽ tiếp tục trở lại đó à, cho nên á, hiện nay chính phủ Việt Nam không có một cái kế hoạch gì để bảo vệ chúng ta
kể cả những cái nơi mà gọi là cách ly đó, như hồi nãy các ở đầu live này tôi đã nói là những cái dân trại quân đội ở vùng 1 và vùng 2 là bây giờ họ đã cách ly đến coi như là mấy trăm người, mà đó là cái con số liệu của coi như là đảng họ đưa ra, đúng không? Chứ thật sự đó, con số nó cao hơn rất là nhiều. Cho nên á, nếu chúng ta không muốn bị thì chúng ta phải bảo vệ lấy mình. Anh chị em à, hiện nay thế giới họ đã nói rằng á, cái con virus này á, không phải là đeo khẩu trang là chúng ta phòng chống nó được à, đó phải không? Đeo khẩu trang không phòng phòng không có coi như là phòng chống nó được đâu. Bởi vì nó dính rồi á, nó lan truyền khắp mọi nơi trong không khí nữa kìa. Nó kể cả những cái gì, tất cả các loại như là ở trên da, ở trên coi như là cửa tay nắm, ở trên ghế, những cái nơi những nơi công cộng là những cái nơi rất là nguy hiểm đó. Mà chúng ta không biết bảo vệ lấy chúng ta thì chúng ta chờ gì? Chờ đến khi chúng ta chết à. À, lúc mà chết thì đâu còn gì để nói nữa, đúng không anh chị em? Cho nên anh chị em à, đừng vì coi như là tiếc tham công tiếc của à, chúng ta tích trữ tiền để làm cái gì? Để phục vụ cho bản thân của chúng ta à, tôi vẫn nhắc đi nhắc lại là thời điểm này là thời điểm chúng ta để dùng cái số tiền tích trữ đó để trữ lấy lương thực. Trước sau thì anh chị em cũng phải mua lương thực đó. Cho nên anh chị em à, hãy ngưng làm đi à, hãy tránh xa người Trung Quốc. Tôi đã nói rất là nhiều cái like ở trước đây là tẩy chay người Trung Quốc đó. Và anh chị em thấy bình thường, anh chị em nghĩ rằng á, chúng tôi nói những cái việc là không đâu vào đâu, bởi vì nó tẩy chay người Trung Quốc. Trung Quốc làm gì tẩy chay hả? Không phải. Và bây giờ bằng chứng cho chúng ta thấy, người Trung Quốc họ qua Việt Nam, họ không đem một cái gì tốt đẹp đến cho người Việt Nam chúng ta. Họ đem đến sự đau khổ, đem đến sự chết chóc, đem đến sự nghèo đói, đến sự mất mùa, đem đến sự đau thương, đem đến sự bệnh tật. Đó, đó là những cái mà chúng ta đã thấy người Trung Quốc. Ở đây không phải là tôi kỳ thị hay cái gì, nhưng anh chị em biết rằng á, cái con virus corona này đó, chúng ta không biết nó ở trên một cái con người nào đó, mà chúng ta biết chắc rằng là cái con virus corona này nó xuất phát từ Trung Quốc và nó đem qua Việt Nam chúng ta. Đó, như vậy thì tôi kêu gọi anh chị em á, tẩy chay nó. Tôi kêu anh chị em đừng làm việc để bảo vệ anh chị em có gì sai hay không. Điều đó hoàn toàn chính đáng. Và những cái điều chính đáng này, anh chị em không biết tự bảo vệ lấy mình thì không ai bảo vệ lấy mình cả à, bởi vì chúng ta thấy quá rõ rồi à, bao nhiêu năm nay người Trung Quốc vào Việt Nam chúng ta làm cái gì à, đem đến những cái sự đau thương mất mát mà thôi à, cho nên à, vì những cái lẽ đó mà tôi mong muốn rằng anh chị em của chúng ta phải biết bảo vệ lấy mình, bảo vệ lấy chính cái bản thân của mình à, chứ đừng có chờ. Chúng ta chờ là chúng ta sẽ chết à, Bây giờ chúng ta hãy đi xem một cái bài báo à, của Việt Nam đó, là người Trung Quốc họ làm cái gì ở Việt Nam chúng ta ừ. Đây tôi sẽ cho anh chị em à, em chào anh Võ Văn, chào anh Đăng Nguyễn ừ. Bây giờ chúng ta hãy đi theo dõi một bài báo ừ. Ở đây có một bài báo: bệnh nhân Trung Quốc trốn khỏi bệnh viện Đà Nẵng khi chuẩn bị cách ly. Chúng ta thấy không, người Trung Quốc họ làm như vậy đó. À, khi mà họ bị bệnh đáng lẽ họ phải cách ly, nhưng họ không cách ly, họ chạy ra để làm gì à, họ sợ. Nhưng chính cái sự sợ đó họ đem đến cái bệnh dịch cho người dân của chúng ta. Ở đây tôi sẽ đọc cái bài báo này cho anh chị em nghe, bởi vì có thể chữ rất là nhỏ. Lãnh đạo bệnh viện Đà Nẵng xác định trường hợp này đến từ vùng dịch Vũ Hán nên yêu cầu các bác sĩ bảo vệ tìm kiếm à, chúng ta thấy không. Chiều ngày 5 tháng 2, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng xác nhận một nữ du khách Trung Quốc đã bỏ trốn khi đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng vì có dấu hiệu sốt. Anh chị em thấy không? Sự việc xảy ra vào tối 21 tháng 1. Theo đó, người phụ nữ tên là Giang Xuân Du, 32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, sau khi từ Vũ Hán đến Đà Nẵng du lịch đã bị sốt cao nên đến bệnh viện Đà Nẵng khám. Các bác sĩ đã yêu cầu du khách này nhập viện để cách ly theo dõi. Trong lúc làm thủ tục, lợi dụng các bác sĩ không để ý, bà Giang đã rời khỏi bệnh viện. Lãnh đạo bệnh viện Đà Nẵng xác định trường hợp này đến từ vùng dịch Vũ Hán nên yêu cầu các bác sĩ bảo vệ đơn vị tìm kiếm nhưng không thấy. Chúng ta thấy chưa? À, đau lòng không?
Rồi họ ra họ tiên, họ lây cho ai? Phải lây cho người Việt chúng ta không? Ngày 22 tháng 1, cơ quan chức năng đã truy vết và xác nhận bệnh nhân Zhang Xunzhu đã trở về Trung Quốc trên chuyến bay CZ China Southern Airlines. 8368, cái này là yên lòng người dân mình thôi, đúng không? Từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đi Tịnh Châu của Trung Quốc. Lúc làm thủ tục xuất cảnh, người này không có biểu hiện sốt. Ông Thơ cho biết sự việc diễn ra từ 14 ngày trước, nhưng trên mạng xã hội đang lan truyền và có nhiều bình luận thiếu chính xác, khiến người dân lo lắng. Đó, cái này nó vẫn coi như là làm yên lòng người dân chúng ta thôi. Nhưng thật sự chúng ta thấy ở đây có một cái sự khốn nạn là khi bị bệnh mà cũng ráng để chạy ra để lây cho người khác. Trường hợp này không có, em chào chị Võ Hồng Ly, trường hợp này không có vấn đề gì, mong rằng chúng ta có những thông tin chính xác để người dân hiểu được bản chất câu chuyện và yên tâm để bình tĩnh chống dịch, ông Thơ nói. Đó, đã như vậy mà nó còn binh nữa đó, anh chị em nghĩ sao? Đã vậy nó còn binh nữa, anh chị em nghĩ sao đây? Cho nên anh chị em cái việc mà tích trữ lương thực, cái việc mà bảo vệ chính mình, đó là một cái việc làm chính đáng. Đó, một việc làm chính đáng hoàn toàn. Có thể anh chị em ngưng làm việc để khi qua hết dịch anh chị em làm. Anh chị em có biết rằng hiện nay ở tại khu công nghiệp ở chỗ công ty Baozen đó, khu nghiệp Tân Tạo đó, khu chế xuất Tân Tạo đó, là nó có cái công ty gọi là công ty Baozen và công ty Baiho của Trung Quốc. Hai công ty này nó đến trên 100.000 công nhân. Và anh chị em biết bao nhiêu chuyên gia Trung Quốc ở đó không? Và hiện nay ở đó rất là nhiều người đã bị nhiễm bệnh. Và thậm chí công an họ vào, họ bắt đó, họ bắt coi như là ém nhẹm đó, họ bắt ém nhẹm và họ đưa đi đâu mình không biết đó. Rất là nhiều anh chị em anh chị em không tin, anh chị em thử coi như là tìm hiểu về cái khu công nghiệp Tân Tạo, cái khu chế xuất Tân Tạo và cái khu coi như là công ty Baozen này. Anh chị em biết á, công ty Baozen nó có hàng trăm tổ hợp và coi như là hàng ngàn phân xưởng, anh chị em biết không? Tại vì nó đến 90.000 công nhân lận đó. Và anh chị em biết bao nhiêu chuyên gia Trung Quốc ở đó không? Đó, nó có đến hàng ngàn chuyên gia Trung Quốc và những người gọi là truyền trưởng, những người tổ trưởng, những người quản lý, những người quản đốc, nó đều là những người Trung Quốc đó. Và đó cũng là một cái trung tâm, đó là những là cái ổ dịch đó. Cho nên á, anh chị em làm trong những cái công ty đó, anh chị em có an tâm hay không? Có thể anh chị em vì những đồng tiền đó, anh chị em nghĩ rằng anh chị em kiếm tiền để anh chị em nuôi gia đình, nuôi coi như là cha mẹ, đúng không? Nuôi con cái. Nhưng xin thưa với anh chị em, có số tiền đó đủ không? Xin thưa anh chị em, anh chị em nghĩ rằng chào chị Lee Fan, anh chị em nghĩ cái số tiền anh chị em kiếm đó một ngày 200-300 ngàn nó đủ để anh chị em mua cái hòm không? Không đủ đâu. Cho nên anh chị em cái lời khuyên của tôi là một cái lời khuyên rất là chân thành. Tôi không kêu gọi anh chị em lật đổ cộng sản, anh chị em coi những cái like ở đây, tôi không có kêu như vậy, mà tôi chỉ kêu anh chị em ngừng những công việc để làm gì? Để bảo vệ chính bản thân anh chị em thôi. Đó, và anh chị em biết á, lương thực bây giờ càng ngày nó càng tăng. Cái việc tích trữ lương thực một việc làm chính đáng anh chị em hãy tích trữ đi. Hãy cứu lấy chính mình đi anh chị em anh chị em biết rằng bây giờ cửa biên giới nó vẫn chưa đóng mà nó vẫn cho người Trung Quốc qua để coi như là nó nuôi. Thì anh chị em biết á, bao nhiêu bệnh dịch sẽ đến với Việt Nam chúng ta. Đó, cho nên anh chị em hãy ngưng ngay những công việc mình làm hiện tại. Anh chị em có biết rằng những ngân hàng, những cây ATM bây giờ rất là nhiều người đã rút hết tiền đó. Và nhà nước Việt Nam khuyến cáo như thế nào? Đừng rút tiền đó, đừng có tích trữ lương thực. Họ khiến cái gì? Họ đang khiến chúng ta lâm vào một cái tình cảnh có thể như Vũ Hán anh chị em vùng đất Vũ Hán bây giờ như thế nào? Không riêng gì Vũ Hán hiện nay mà rất là nhiều thành phố Hàng Châu, Thẩm Dương đều bị phong tỏa đó. Bây giờ lên đến mấy chục cái thành phố bị phong tỏa rồi mà chúng ta không tích trữ, chúng ta không biết bảo vệ chúng ta thì ai bảo vệ chúng ta? Cho nên thông qua cái live này, tôi chân thành kêu gọi tất cả anh chị em hãy tự cứu lấy mình trước khi quá muộn. Đừng có vì một cái việc làm gì đó mà
bỏ cái mạng sống của mình, cái mạng sống mà nó quý hơn là mấy tháng lương anh chị em à. À ừ. Em chào anh Fast TC. Ừ. Đó, anh chị em thấy không? Đó. Không riêng gì tôi kêu gọi đâu, rất là nhiều anh chị em kêu gọi. Và anh chị em biết không, ở Việt Nam không thể nào cất lên tiếng nói được. Không, ở Việt Nam anh chị em biết á, cái trang mạng xã hội nó kiểm soát. Và anh chị em like, anh chị em share bài về cũng bị nó phạt 30 triệu, 15 triệu. Đó, anh chị em đăng một bài có thể nó coi như dùng cái luật an ninh mạng nó bỏ tù anh chị em. Cho nên á, anh chị em à, anh chị em chia sẻ để cho nhiều người biết đến và bảo vệ lấy mình à, cái việc bảo vệ lấy mình một việc làm chính đáng anh chị em à. Cho nên á, hãy nghỉ làm, hãy đóng cửa lại, hãy bảo vệ lấy mình, hãy tích trữ lương thực, hãy tích trữ gạo, thóc, mắm, muối, hãy tích trữ dầu ăn, nước mắm, bột ngọt anh chị em. Đến khi mà cái dịch này nó chưa kiểm soát được là lúc đó chúng ta vẫn còn nguy hiểm. Anh chị em thấy rất là nhiều người bây giờ ở Trung Quốc, người ta nói người chết rất là thê thảm à, chết trong nhà, chết ngoài đường à, chết mọi nơi à. Bởi vì cái gì? Bởi vì cái virus này chưa có thuốc trị đâu. Anh chị em hãy nghỉ làm cho đến khi nào bệnh dịch nó qua đi, bệnh dịch nó hết thì lúc đó chúng ta đi làm lại cũng không có muộn. Đâu có muộn đâu, đúng không? Kiếm tiền lúc nào kiếm không được, nhưng cái mạng sống của anh chị em kiếm được không à. Chào Huỳnh Thi. Anh chị em có tiền mua được mạng sống của mình không? Không, không mua được, đúng không? Vậy tại sao anh chị em không biết bảo vệ của mình từ lúc ban đầu à. Đúng không? Mà muốn bảo vệ mạng sống mình từ lúc ban đầu thì làm gì? Hãy tích trữ những nhu yếu phẩm cần thiết để chúng ta cứu lấy bản thân mình, cứu lấy gia đình mình tồn tại trước cái đã. Còn tôi nói anh chị em nè, Trung Quốc nó chết rất là nhiều rồi đó. Mà anh chị em cũng biết là Trung Quốc và Việt Nam á, là hai cái nước độc tài, đúng không? Mà hai cái nước độc tài này á, anh chị em biết không, ở Trung Quốc cũng vậy. Khi á khi, chào anh Tài Võ, khi mà những cái trang mạng mà bị chặn lại hết và cái con số đưa ra nó quá thấp, anh chị em cũng thấy coi như là chính báo Tuổi Trẻ Cười có đăng một cái biếm họa như thế nào. Phóng viên báo Tuổi Trẻ Cười hỏi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sao Việt Nam coi như là khống chế dịch giỏi như vậy. Thì cái biếm họa bên kia là hình của Nguyễn Xuân Phúc nói rằng bởi vì chúng ta chỉ công bố coi như là 1% của coi như là bệnh dịch cho nên là chúng ta khống chế được đó. Chúng ta chính báo của Tuổi Trẻ nó còn nói như vậy, nó biếm họa như vậy. Thì anh chị em nghĩ sao à, anh chị em thấy rằng á, cái sự dối trá nó lên ngôi quá lớn. Mà sự dối trá nó đến từ đâu? Đến từ cái nhà cầm quyền, đến từ những cái vị lãnh đạo của quý vị đó. Thì quý vị chết chắc rồi à, cho nên thông qua những cái sự việc này, thông qua những cái đại dịch này tôi muốn anh chị em phải biết bảo vệ lấy mình. Không ai không ai làm gì được các bạn hết đó. Các bạn đừng có nghe coi như là họ hù. Bây giờ tôi xin thưa với anh chị em nè, bây giờ là Việt Nam cho học sinh nghỉ đến ngày 16 tháng 2 nè đó. Và tôi sẽ đoán rằng nó sẽ kéo dài cái việc cho học sinh nghỉ học đó. Cái việc cho học sinh nghỉ học, việc làm đó tôi quan ngân chính đáng. Và song song với việc cho học sinh đó, công nhân cũng phải nghỉ làm để bảo vệ lấy mạng sống mình. Anh chị em biết rằng á, lực lượng á, công nhân á, là nó là cái nền tảng của xã hội, nó là một cái lực lượng tạo ra tài sản của xã hội. Mà nếu những người này nó bị mắc dịch đó, họ chết hết, họ bệnh hết rồi, ai làm ra cho xã hội, đúng không? Đúng không? Đất nước chúng ta nó sẽ bị kéo thụt lùi xuống bao nhiêu năm, đúng không? Cho nên á, anh chị em à, hãy ngưng đi, hãy bảo vệ, tránh xa những nơi nào có người Trung Quốc à, bất kể chúng ta không biết họ có bệnh hay không, chúng ta đâu có xác định được là người Trung Quốc này có bệnh hay là không, không xác định được, đúng không à. Và từ cái việc chúng ta không xác định được, bởi vì chúng ta không thấy con virus này nó ở đâu hết á, chúng ta không thấy nó, có phải nó là con bò đâu hay là nó con ruồi đi, chúng ta thấy nó để chúng ta né, nhưng chúng ta không thấy nó. Từ cái việc chúng ta không thấy nó thì chúng ta mới càng phải bảo vệ nó, bảo vệ lấy mạng sống của mình anh chị em à. Như vậy thì hôm nay cũng thông qua cái like này em muốn coi như là
nói đến cho những đồng bào của chúng ta phải tự cứu lấy mình, đặc biệt là những anh chị em công nhân trước tiên phải cứu lấy mình trước cái đã, chứ đừng có vì là cứ sợ nó đuổi việc. Tôi nói anh chị em nghe nè, thà mất việc còn hơn mất mạng đó, tôi nói thẳng như vậy. Anh chị em mất việc, anh chị em có thể tìm việc khác làm nhưng anh chị em mất mạng rồi á, không có ai trả cái mạng sống lại cho anh chị em đâu. Cuối cùng là hãy thà mất việc đừng để mất mạng, anh chị em. Đó là những cái mà em muốn coi như là chia sẻ với anh chị em ngày hôm nay. Chúng ta hãy tích trữ lương thực, hãy ngưng ngay những công việc của mình, hãy tránh xa những nơi nào có những người Trung Quốc. Chúng ta hãy ở nhà, đóng cửa lại, vệ sinh sạch sẽ, bảo vệ lấy gia đình chúng ta, bảo vệ mạng sống của chúng ta, cho đến khi cái dịch này nó qua hết, chúng ta đi làm lại cũng không muộn, anh chị em. Như vậy thì hôm nay em chia sẻ đến đây thôi. Em cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều. Thật sự ra thì em biết rằng ở trên live còn rất là nhiều người muốn theo dõi, nhưng thật sự thời gian thì cũng có giới hạn. Bây giờ nó cũng 10 giờ đêm rồi. Cho nên là em cũng sẽ kết thúc cái live này ở đây, và em sẽ cập nhật tiếp tục những cái tình hình của coi như là cái virus này để gửi đến cho anh chị em, để cập nhật thêm những cái thông tin để anh chị em có thể phòng tránh, bảo vệ lấy mình. Thì cảm ơn tất cả anh chị em, cô chú bác rất là nhiều. Cảm ơn tất cả anh chị em, cô chú bác đã dành rất là nhiều cái thời gian để theo dõi những cái live stream, cũng như dành rất là nhiều cái thời gian để coi như là nói cho những người thân của mình, nói với những người xung quanh chúng ta rằng đại dịch nó rất là nguy hiểm, để bảo vệ lấy mình. Khuyên anh chị em mình nên dùng những cái bảo hộ khi đi ra đường, mà tốt hơn hết đó là đừng đi ra đường. Công ty nào có người Trung Quốc thì làm, thì không làm. Công ty nào không có người Trung Quốc thì làm hả? Nhưng mà tốt hơn hết đó, điều đó rất là tốt. Nhưng mà tốt hơn hết đó là chúng ta tránh những nơi công cộng, bất kể nơi nào có là những nơi công cộng, chúng ta đều tránh. Những nơi nào đông người thì chúng ta coi như là nên tránh. Thì cảm ơn tất cả anh chị em, cô chú bác rất là nhiều. Em không có coi như là cần anh chị em like, em chỉ mong anh chị em share ra để cho nhiều người, share ra những cái group, share ra những bạn bè của mình để nhiều người họ biết, để họ phòng tránh và để bảo vệ lấy chính mình mà thôi. Cảm ơn tất cả anh chị em, cô chú bác rất là nhiều. Cảm ơn tất cả anh chị em trong suốt thời gian qua để theo dõi cũng như chia sẻ. Em chúc tất cả những anh chị em ở bên kia nửa vòng trái đất có một ngày làm việc thật là vui vẻ. Chúc tất cả những anh chị em ở Úc Châu có một đêm thật là ngon giấc. Chúc tất cả những anh chị em ở Việt Nam tránh khỏi những cái căn bệnh mà do đó. Và cũng mong rằng tất cả anh chị em hãy tránh xa những người Trung Quốc để bảo vệ lấy chính mình. Cảm ơn một lần nữa, cảm ơn tất cả anh chị em, cô chú bác đã luôn luôn đồng hành cùng em. Và tạm biệt tất cả anh chị em, cô chú bác. Chúc tất cả anh chị em, cô chú bác luôn luôn có sự bình an. Tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em, cô chú bác trong những cái live tiếp theo.